Hello, xin chào tất cả các tình yêu của Ngọc đến với kênh mua sắm Ngọc Ruby hàng hiệu thời trang nha. Dạ, cứ đúng hẹn là chúng ta lại gặp nhau ha mấy bà chế ha. Dạ, hôm nay chương trình livestream của bên trang em là em sẽ bán thực phẩm chức năng, túi xách sau đó là em sẽ live đầm vào cái giờ chót nha. Ủa, cái đồng hồ bình thường nằm ngay đây đâu mất tiêu rồi. À, hôm nay đầm thì hôm nay bây giờ Ngọc phát live là 10 giờ rưỡi ha, thì có khoảng 12 giờ mình sẽ live đầm, còn đầu giờ thì em sẽ live thuốc, live mỹ phẩm, live túi, xong 12 giờ thì mình sẽ live 12 giờ thì mình sẽ live đầm nha. Dạ, đầm ở bên trang của em là lúc nào nó cũng là một cái mặt hàng chính của shop em. Shop em những mặt hàng khác á, thì em ít like, chứ còn riêng đầm thì là gần như trang em là lúc nào cũng mạnh về đầm. Dạ, trang em là chuyên đầm là chủ yếu. Bên em á, thuốc men rất là nhiều. Nhiều khi em lo em like đầm chứ em không có like thuốc. Mấy chế muốn hỏi về thuốc hay mua thuốc thì mấy chế có thể. Giày dép ha, giày dép hẹn mọi người thứ hai nha. Thứ hai tuần sau em like giày dép, chứ còn hôm nay em không có like giày dép. Giờ cái này à. Mọi người thấy em rõ không ạ? Rồi mấy chế, ai thương yêu Ngọc Ruby mình cho Ngọc Ruby xin một cái lượt chia sẻ được không ạ? Một like bên trái và một lượt chia sẻ bên phải. Quên đem cái bịch bánh mochi lên cho Ngọc ạ. Bánh mochi. Rồi ngày hôm nay em dành tặng cho chương trình của mình đó là kem phấn thông minh và hũ kem cổ nha mấy chế. Kem phấn thông minh và kem cổ đơn giản. Hôm nay em tặng hai phần quà này. Dạ, một cây kem phấn thông minh và một hũ kem cổ. Dạ, bộ đôi sản phẩm này là một bộ đôi sản phẩm rất là tuyệt vời bên trang của em. Dạ, và để có được cái bộ sản phẩm này, chúng ta chia sẻ livestream cho em. Để số đuôi điện thoại của mình ở trên đây, cuối giờ em bốc thăm may mắn tặng hai người nha mấy chế. Dạ, bốc thăm may mắn, bốc thông ngẫu nhiên. Dạ, thì ai có chia sẻ, dạ, ai có chia sẻ, mình ghi đã chia sẻ giúp em. Nhân viên em sẽ ghi phiếu ở dưới đây, cuối giờ 1 giờ rưỡi em xuống live, em sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho mình. Dạ, mình bốc hai phiếu. Dạ, mỗi một phiếu là một cây kem phấn thông minh và một cái hộp kem cổ. Và một cái bộ sản phẩm này của em là trị giá 1.350.000. Em tặng hai cái món này. Dạ, dành cho người có chia sẻ cho trang của em nha. Dạ, đối với trang của em tặng quà là có nha mấy chế, chứ em không có lên live mà làm ba cái giải nói suông mà không có tặng. Có những tình yêu chúng hay giải bên Ngọc phải nói lần là 5-6 lần luôn. Dạ, có nhiều tình yêu hơn lắm, chúng liên tục luôn. Cho nên là mấy chế đừng có nản lòng. Đôi khi ngày hôm nay mình không trúng mà biết đâu ngày mai mình trúng. Biết đâu ngày mai mình trúng, cho nên là để đơn giản chơi game của em là mình cứ chia sẻ đi. Dạ, em tặng quà các kiểu luôn. Giả sử chơi game hoài cái lâu lâu á, em làm một cái like em tặng kẹo, em làm một cái like em tặng dầu xanh. Chị Khương Hường, lát nữa em giao hai cây kem phấn nha. Chị Khương Hường, chút xíu em giao hai cây kem phấn cho chị nha. Dạ, kem phấn về rồi, em giao luôn. Khương Hường đã chia sẻ. Ok. Dạ, mình hôm nay mình tặng tới hai bộ sản phẩm này. Ok, chị đã trúng. Dạ, em cảm ơn. Khi nào có dép? Dạ, khoảng ủa, còn mình có mấy đôi ngày hôm qua về, có mấy đôi dép đỏ đỏ của Ý á. Đưa qua đây đi. Có ít rồi chị ơi, có mấy đôi rồi chị. Đây nữa. Khương Hường nãy lấy rồi. Mới có con cây à? Rồi bây giờ like giỏ sách nè chị. Rồi, chia sẻ livestream cho Ngọc nha mấy chế. Dạ. Hôm nay em like lỉnh kỉnh là nhiều. Hôm nay em like lỉnh kỉnh là nhiều nha mấy chế. Rồi, hạ cái này xuống trước đi. Bây giờ thể theo yêu cầu của tất cả các tình yêu của em, mình muốn like cái gì trước nè? Muốn like túi xách trước
hay là muốn làm mỹ phẩm trước? À, chị ấy có mua hũ thuốc mà sao không thấy ai gọi? Dạ chút xíu nữa xuống ngay, tại vì ngày hôm qua Ngọc nghỉ. Hôm qua Ngọc nghỉ nên không có nhân viên không có làm việc nha. Hôm nay nhân viên làm việc lại chút xíu nhân viên sẽ gọi. Chị Giao Lê đã từng mua của em rồi thì không cần gọi nữa. Em thấy tin nhắn em rẹp là em giao đi luôn. Khi nào mà khách mua lần đầu á cho số điện thoại thì em mới gọi. Còn nếu như mà đã mua qua trang bên em rồi đặt thuốc thì em sẽ gửi đi thôi, không cần phải phải ấy nữa nha. Rồi, ở đây em có khoảng mấy đôi dép ý. Em giải quyết dép ý trước nha. Xong sau đó mình bỏ cái máy lạnh bên đây đi, nóng quá. Dép ý này hôm nay mọi khi cái đôi này đối giá là 950. Hôm nay cái đôi này Ngọc để cho mọi người 870 ngàn thôi. Sai đi. 37 38 39 40. Có 6 không? Rồi, đôi dép ý màu đỏ này. À, dạ nhau thay cù em không có chị. Em không có nhau thay cù. Bữa trước em bán nhiều lắm mà dạo này em không có mua cái mặt hàng đó. Có xanh đan không? Xanh đan ráng giùm Ngọc bữa tuần sau đi, tuần sau xanh đan về đẹp lắm. Đủ đủ kiểu, đủ 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 mẫu hết. À, đợt này thì về được có 7 8 đôi dép ý à. Dạ đôi dép ý này bữa trước nó là màu trắng với màu đen. Hôm nay cái màu của nó đẹp ghê chưa? Và cái đế của nó là chất lượng vô cùng luôn. Cái đôi này bữa trước em để cho mọi người là 950 một đôi, ngày hôm nay chúng ta mua chỉ với giá 870 ngàn thôi. Ngọc có 8 đôi thôi, từ 36 cho đến 40. Dạ, đôi này mang bao bền luôn mà hàng của Ý nha mọi người, nhìn thấy cái nền da của nó đẹp giá mang luôn. Dạ, mang ok lắm luôn, đây nè. Dạ, em có từ 30, 37, có 6, 6 rưỡi hả? 6 rưỡi, không, 7, 7, không có 6 đúng không? À, từ 37 cho đến 37 cho đến 40, giá 870 ngàn một đôi. Dạ đôi này mang bao đẹp luôn. Không đẹp tặng luôn cho mấy chế đôi dép. Đây là hàng của Ý da. Đây. Dạ cái đôi này mang bao bền luôn mà êm chân dữ lắm. Dạ. Đây 870 ngàn hàng của Ý nha mấy chế. Từ 37 đến size 40 rồi. Ngọc tạm thời Ngọc thả nó qua một bên nha. Chút xíu ai mua thì Ngọc bắt đầu Ngọc sẽ lên Ngọc bán. À, kem đánh răng này em bữa ai đặt nè. Thanh Lam. Con lấy người set thanh cho Thanh Lam đi để không quên. Rồi set kem đánh răng của Ngọc nha. Cái này nó có chất chống ê buốt và làm trắng răng. Dòng mới của hãng Colgate nha. Một set 4 cây này Ngọc để cho mọi người với giá là 600 ngàn. Một set 4 cây này Ngọc để cho mọi người với giá là 600 ngàn. Em về được 15 set nha. Ngọc về được 15 set chế nào mà mà muốn đánh kem đánh răng của Mỹ á, thì mình lấy. Dạ, cái này nó là dòng mới của Colgate nha. Nó có thành phần chống ê buốt và thành phần làm trắng răng. Chốt cho Phượng Linh Nguyễn Thị một set. Dạ, cái set này Triệu Hường một set. Triệu Hường. Một set. Kem giãn tĩnh mạch đâu? Rồi còn ai chốt nữa? Dạ mình có 15 set nha. Cái này em có 15 set. Dạ 4, một set của nó là 4 cây. 15 set. Mấy chế chơi game cùng trang của em, chia sẻ bên trái, bấm like bên phải, mình sẽ được tham gia cái giải thưởng tặng kem cổ và kem phấn thông minh vào cuối giờ nha. Dạ đầm mới về. Dạ về rồi nhưng mà hôm nay em chưa like đầm đâu, cuối giờ mới like. Không chị, bên chị giao hàng rất nhanh, mua hôm trước hôm sau nhận rồi, đưa dép 40 chị thử là size 8. Chị bốc thăm bằng nick chị, mình chia sẻ là tên, mình bốc thăm theo nick, bốc trúng nick ai mình sẽ được. Bốc trúng nick của ai? Kim Phượng Lê một set kem đánh răng. Đây là mình bốc thăm bằng nick nha. Nick nào, nick nào, nick nào mà được Ngọc bóc thì nick đó sẽ được tặng cái bộ sản phẩm này, một hũ kem cổ và một cây kem phấn thông minh. Nick nào mà được em bóc trúng có thuốc collagen không? Dạ mình có collagen nước nha. Nguyễn Tuyết, em có collagen nước thôi. Xe 8 á. Em có collagen nước thôi nha mấy chế. Dạ. Collagen nước. Rồi cái kem đánh răng này còn ai chốt nữa không? Giá 600 ngàn một set 4 tiếp.
Cái loại này nó có thành phần trắng răng và chống ê buốt luôn nha. Và răng của ai mà mình uống nước lạnh, nước nóng nó hay bị buốt đó là do răng của mình là răng nhạy cảm. Thì trong đây nó có thành phần chống ê buốt, làm trắng răng luôn nha. Và một set kem đánh răng này Ngọc để cho mọi người 600.000 4 cây. 600.000 4 cây. Rồi collagen này Ngọc về khoảng 30 hộp. Collagen nước này em về 30 hộp. Một hộp này mình có 30 ống, mình uống là 30 ngày cho em. Dạng này nó là dạng nước và thành phần collagen nước cao cấp này nó tới 4.000 mg. Lấy rồi Phượng Linh Quảng Thị, lấy rồi. Nó tới 4.000 mg và nó là dạng nước cho nên nó sẽ hấp thụ vô da của mình nhanh hơn là mình uống viên nha. Đây là collagen cao cấp. Một hộp này của Ngọc nó là 650.000 và mình sẽ cảm nhận được sau một tháng sử dụng. Nếu chúng ta có điều kiện, có khả năng, mình uống collagen hoài cho Ngọc. Uống collagen là nó cũng giảm cho mình bị đau khớp rất là nhiều nha mấy chế. Đây là dòng cao cấp. 650.000 một hộp, 30 ống, mỗi ngày một ống cho em. Dùng một ống này pha với 500ml nước lạnh hoặc nước ấm. Quậy đều lên để tủ lạnh cho nó lạnh lạnh tí xíu mình uống nha. Rất là tốt cho da. Dạ, da của chúng ta càng lớn nó sẽ dễ bị lão hóa, bị nếp chân chim, tàn nhang. Thì mình bổ sung collagen này nó sẽ cải thiện nếp nhăn và giúp làn da của ta của chúng ta đó là hồng hào, trắng, mịn màng và săn chắc, xe khít lỗ chân lông. Nói chung là collagen này là uống rất tốt. Nếu chúng ta có điều kiện cứ ngày ngóng cho em uống quanh năm suốt tháng. Nếu máy chế mà muốn cái tuổi tác của chúng ta nó kềm hãm lại, nó không bị lão hóa theo thời gian. Dạ, lấy cho Nguyễn Tuyết. Cái này em có 30 hộp thôi, giá 650.000 một hộp. Hồi trước nó tới 750.000 một hộp á, bây giờ chỉ có 650 là rẻ đó. Collagen. Dạ, cái này em bán hộp chị. Mây Moon một hộp. Dạ, cái này em bán một hộp của nó là 650. Em không có bán lẻ chị Khương Hường. Chị mua một hộp là 650.000, nó uống được một tháng. Một hộp mình dùng được một tháng và cái collagen là tốt cho sức khỏe, không ảnh hưởng gì hết. Nếu chúng ta phụ nữ chúng ta mà mình có điều kiện, ba hộp. Uống đẹp da lắm mấy chế ơi, em nói thiệt đây là thần dược chống lão hóa luôn á. Uống siêu ok. Dạ mà rất tốt cho khớp nữa. Cái này uống nhiều nó làm trắng da nữa nha. À, và da của chúng ta là nó căng, nó mịn và nó giảm nếp nhăn một cách rất là hiệu quả. Phải nói là thần dược luôn. Tại vì mình sợ mình không có điều kiện mình uống á. Dạ cái này cái áo chị em đang mặc là áo kiểu. 600.000 4 cây. Dạ kem đánh răng 600.000 4 cây mấy chế. Dạ. Cái này rất là tốt. Cái kem đánh răng này nó có thành phần chống ê buốt, đây là dòng mới của Colgate nè. Dạ mình có thành phần chống ê buốt luôn trong đây. Ok, dữ lắm luôn nha mấy chế. Dạ 600.000 4 cây. Dạ cái này 600.000 4 cây, Ngọc có khoảng 15 set thôi. À, đợt này Ngọc nhập cái này không được nhiều. Rồi cái collagen còn mấy hộp? Collagen đợt này em không có mua được nhiều đâu mấy chế, ít lắm. Còn mấy? Áo này hết hàng. Rồi collagen 650.000 một hộp. Nguyễn Thị Mỹ Linh. Rồi. Còn 7 hộp, Nguyễn Phượng một hộp collagen. Cái này uống nhiều tốt nha mấy chế. Dạ uống hoài được hoài. Cái này nó tốt cho da mặt của mình. Và nó làm đẹp da toàn thân. Cái này nó làm đẹp da toàn thân luôn. Dạ, chứ không phải riêng cho cái mặt đâu. Đẹp toàn thân luôn. Nên chế nào mà muốn da dẻ của mình mịn màng đẹp á, thì mình chịu khó mình mua cái này đi. Uống cực kỳ tốt luôn. Uống cực kỳ tốt luôn nha mấy chế. Rồi mấy chế chơi game cùng Trang em để được tặng một set. Dạ Nguyễn Phượng nữa nè, một hộp collagen nữa nè. Con nhớ ghi số điện thoại. Sản phẩm này sẽ là quà tặng dành cho mọi người lúc cuối giờ. Hôm nay em tặng hai bộ sản phẩm này cho cuối giờ. Dạ, hai bộ sản phẩm này nha. Một cái set này là 1350. Dạ, em tặng hai set này dành cho người chia sẻ. Máy chế chia sẻ xong là nhân viên sẽ ghi cái tên nick của máy chế ở dưới cái thùng phiếu. Cuối giờ bốc thăm may mắn thôi, bốc trúng nick ai thì người đó được thôi. Dạ. Trang em là tặng, phải nói là ngày nào cũng tặng, mà tặng nhiệt tình luôn, chứ không phải nói suông mà nói tặng là không tặng đâu mấy chế, tặng nhiệt tình luôn, tặng hoài luôn. À, cho nên là mấy chế có chia sẻ cho Ngọc là có lợi chứ không có thiệt thòi gì đâu. Không được tặng hôm nay thì mai cũng được tặng, ngày nào cũng có quà tặng hết á. Nha, ráng chia sẻ cho Ngọc đi.
tặng cho Ngọc một lượt chia sẻ đi mấy chế. Dạ mình chia sẻ xong rồi mình cái này Ngọc không phải đầm, cái của Ngọc đang mặc nó là cái áo kiểu thôi, không phải đầm nha mấy chị, áo kiểu. Rồi collagen này còn ai mua nữa không mấy chế? Dạ 650.000 một hộp nha. Collagen 650.000 một hộp, uống tốt cho da. Rồi đợt này em nhập về cái tiếp chị chia. Đợt này Ngọc nhập về cái tiếp bôi giãn tĩnh mạch nha. Đây là một cái thần dược chị giãn tĩnh mạch cực kỳ hay luôn. Dạ đối với cái phụ nữ chúng ta là rất là hay bị giãn tĩnh mạch mà mệt. Collagen hay là Colgate Kim Hồ ơi, Kim Hồ khách cũ hay mới? Collagen hay là Colgate? Dạ, collagen là 650, mình ghi collagen giùm em nha. À, chốt collagen. Chị Kim Hồ chốt collagen đúng không chị? Sáu. Áo Ngọc mặc hết hàng từ năm ngoái rồi chị ơi. Áo của Ngọc mặc hết hàng từ năm ngoái. Dạ, collagen là 650.000 một hộp. 650.000 một hộp, em còn có mấy hộp nữa thôi. Rồi kem giãn tĩnh mạch nha mấy chế. Dạ. Hiện giờ phụ nữ chúng ta rất rất là hay bị giãn tĩnh mạch, mà một khi bị giãn tĩnh mạch là chúng ta đi đứng di chuyển cực kỳ khó khăn luôn, đi là nó nhức chân và cái chân của chúng ta nó sẽ không còn linh hoạt được nữa. Thì mình mua cái tiếp kem bôi tĩnh mạch này cho em. Mình bôi cho em nha, mình bôi từ dưới bắp chân mình bôi lên xuống tới dưới đùi. Dạ, những cái vùng nào mà nó nổi gân xanh lên mình bôi vô cho em thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm đau. Giúp cho chúng ta giảm đau và di chuyển nhẹ nhàng hơn. Và nó khắc phục được tình trạng giãn tĩnh mạch. Chân của ai mà để giãn tĩnh mạch nhiều quá là không đi được luôn á, đau lắm. Đi là nó đau dữ lắm luôn, cho nên rằng là cái tiếp này là thần dược. Mình bôi nè. 260.000 một tiếp. Dạ cái giãn tĩnh mạch này có 260.000 một tiếp, Ngọc có 50 tiếp. Tiếp kem giãn tĩnh mạch này chỉ có 260.000 một tiếp thôi, nhưng mà bôi siêu ok luôn. Dạ em biết rằng là mấy chị của em là ai là rất là hay bị cái tình trạng giãn tĩnh mạch. Có nghĩa đi Lan Nguyễn một tiếp. Có nghĩa là mình đi đứng di chuyển cực kỳ khó khăn luôn. Dạ chị Lan Nguyễn. Dạ đi đứng cực kỳ khó khăn luôn. Con ghi đi, nốt sổ đi láng xuống tính sao. Dạ 260.000 một tiếp bôi cực kỳ ok luôn mấy chế, em nói thiệt. Julian Trường 2 tiếp. Rồi còn ai nữa? Dạ cái này em có 50 tiếp nha mấy chế, chốt thoải mái đi. Cái gì? Thuốc gì? Thuốc nhâm tinh mắt là cái gì? Dạ giãn tĩnh mạch nè chị Nguyễn Tuyết, cái này nó là kem. Cái này là tiếp chị một tiếp cho Đinh Hải. Em chỉ cho mấy chế nha. Phía mặt trước của cái chân của mình á thì mình không bôi. Bôi cái này mình bôi mặt sau cho em. Bôi mặt sau nhiều hơn mặt trước nha. Tiên một tiếp giảm tĩnh mạch. Bôi mặt sau nhiều hơn mặt trước nha. Cái phần nhượng chân của chúng ta phía đằng sau chúng ta bôi đều. Bôi một lớp từ trên xuống dưới cho em. Thoa đều. Thoa đều cho em. Một ngày buổi tối á, khi đi ngủ á mình bôi cho em. Thì Thúy Đông 2 tiếp giãn tĩnh mạch. Con. Chốt đi. Rồi. Nốt sổ Thúy Đông. Rồi 260.000 một tiếp. Dạ em còn khoảng 40 tiếp nữa. Ngọc còn khoảng 40 tiếp nữa là hết. Giãn tĩnh mạch em còn 40 tiếp. Giá 260.000 một tiếp. 260.000 một tiếp. Cho mấy cái ly này qua luôn đi. 260.000 một tiếp. Mua đi mấy chế. Cái này rất là tốt cho đôi chân của chúng ta. Chân mà bị giãn tĩnh mạch di chuyển rất là khó khăn. Nó nhức dữ lắm. Dạ. Em mà không có nhờ cái tiếp kem này là em khỏi bán hàng luôn á. Ngày nào em cũng phải bôi á. Bôi thì buổi sáng ngủ dậy em không có cảm giác bị đau chân. Hàng này nó là hàng của Mỹ nha mấy chế. Cực kỳ tốt luôn. Mà có 260.000 một tiếp à. Rẻ lắm luôn. Dạ nhưng mà nó rất là tốt, ok dữ lắm luôn nha. Giãn tĩnh mạch 260.000 một tiếp, đem qua kia. Để mẫu rồi. Đem xuống một may muôn một giãn tĩnh mạch.
Nhớ mặt trước thì mình bôi ít thôi, mà mình bao bôi mặt sau á, đa số mình bị đau chân đi không được á, là cái gân ở phía đằng sau á nó sẽ bị giãn nhiều hơn là đằng trước. Mình bôi từ bắp chuối chân, mình bôi lên ngay cái nhượng chân của giữa cái bắp chuối chân và cái đùi của mình đó, thì mình bôi một lớp mỏng, mình bôi vào buổi tối. Dạ, ngày nào mình cũng bôi cho em thì những cái gân đó nó sẽ lặn xuống và nó không làm cho mình bị đau. Nổi tĩnh mạch nó làm cho mình, nổi tĩnh mạch nó làm cho mình đau chân và di chuyển rất là khó khăn nha mấy chế. Di chuyển cực kỳ khó khăn luôn. Rồi, cái này em còn nhiều lắm nha mấy chế, cứ chốt nha. Rồi, đông trùng hạ thảo nha mấy chế. Dạ, nói tới đông trùng hạ thảo thì chắc là mấy chế không xa lạ gì với cái thành phần này. Dạ, cái thành phần này á là nó bổ, nó bồi bổ sức khỏe cho chúng ta rất là nhiều. Nam giới mà bị suy yếu, giống như là bị giảm ham muốn, thì mình dùng cái này nó cũng sẽ giúp cho nam giới của chúng ta là khắc phục được tình trạng đó. Rồi người bệnh mà bị suy nhược cơ thể, ăn không ngon, mất ngủ. Dạ. Ăn trần cảm 206 lấy một tiếp. Dạ, rồi cái đông trùng hạ thảo này nó còn giúp cho chúng ta tăng cường tuổi thọ, tăng cường đề kháng, bổ phổi, bổ thận. Khương Hường một đông trùng hạ thảo. Hộp đông trùng hạ thảo này của em nó 90 viên. Dạ, 90 viên một ngày, dùng cho em 1 viên thôi, 1 đến 2 viên. Nhưng nếu chúng ta uống 600 ngàn một hộp đông trùng hạ thảo. Nếu chúng ta uống đều đặn hàng ngày, dùng 1 viên đông trùng Thúy Nguyễn, 2 kem thoa tĩnh mạch, 1 bịch kẹo ổi, 2 giãn tĩnh mạch, 2 kẹo ổi Thúy Nguyễn. Đông trùng hạ thảo này nó là thần dược giúp hồi phục sức khỏe của chúng ta rất là ok. Nó giúp điều hòa huyết áp nha. Ai mà bị bệnh cao huyết áp, mình dùng cái này nó giúp ổn định huyết áp của chúng ta rất là nhiều. Dạ, tăng cường tuổi thọ, phòng chống ung thư. Nam giới mà dùng đông trùng hạ thảo nó sẽ... Mai Nguyễn một hộp tĩnh mạch nữa không? Dạ, đông trùng hạ thảo 600 ngàn một hộp nha. Giúp cho em cái này phụ nữ chúng ta uống rất là tốt. Em lấy cho chị Hoàng Hôn ấm áp rồi. Cái hũ thuốc này đại gia đình của chúng ta nên dùng đi. Dạ, mình uống nè, con cái mình uống được nè, bản thân mình uống được, ba mẹ mình uống được. Cái này tốt cực kỳ luôn. Dạ, cái đông trùng hạ thảo này của Mỹ uống ok dữ lắm luôn. Có 600 ngàn một hộp và không có mắc đâu mấy chế. Nhưng mà uống cái này á, nó giúp điều hòa huyết áp cực kỳ tốt, bổ phổi, bổ thận. Dạ, bổ thổi, bổ phận, tráng dương, tăng cường đề kháng. Cái gì? Rồi, ai dùng cái đông trùng hạ thảo này comment với em nha. Cực kỳ tốt cho sức khỏe của mình luôn, nam nữ uống được, con mình uống được, ông bà cha mẹ mình uống được nha. Và cái đây là cái thần dược chống tăng cường tuổi thọ, giúp phục hồi sức khỏe cho mình, nhất là người bệnh mà sau cái cơn bệnh á, là thường ốm, ăn không ngon, ngủ không ngon, đề kháng bị suy giảm, thì cái này nó tăng cường đề kháng rất là nhiều dành cho những người. Chị Hồng Ngà một tiếp giãn tĩnh mạch nữa cơ. Sao cái thuốc này tốt quá mà không, em không thấy mấy chị mua vậy. Cái này cực kỳ tốt luôn đó. Châu Xương cho chị một hộp và đông trùng hạ thảo. Giá này giá tốt quá mấy chế. Giá đông trùng hạ thảo này là một cái giá cực kỳ tốt á. Dạ, hàng của Mỹ ok dữ lắm luôn. Một ngày một viên, một ngày một viên thôi, 1 đến 2 viên. Nhưng nếu nè nè chị Thúy Nguyễn là 2 giãn tĩnh mạch, 2 kẹo ổi nha. Rồi, giãn tĩnh mạch nha. Đông trùng hạ thảo, chế nào mà muốn uống đông trùng hạ thảo để giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn, tăng cường tuổi thọ. Khương Hường là 3 lọ 600 ngàn. Rồi bây giờ đợt này em có về cái cặp dầu gội biotin nha. Cái cặp dầu gội biotin này nó gồm có một chai gội và một chai xả. Và nguyên một cặp này Ngọc để cho mọi người là giá 530 ngàn. Dạ, cái này gội thứ nhất là tóc của ai bị khô, bị trẻ ngọn. Chị Long An một hộp giải độc gan đó con. Có, giải độc gan em có luôn. Thải độc gan Ngọc có luôn. Rồi, cái cặp dầu gội này á, gội siêu mượt. Gội siêu mượt và chống rụng tóc. Tóc của ai mà do nhuộm nhiều quá,
nó bị khô, bị chẻ ngọn. Dạ, khô chẻ ngọn, tóc bị rụng, dạ, tóc bị sơ, không mượt. Mình dùng cái dầu gội biotin chống rụng tóc này cho em. Trong thành phần này nó có biotin và collagen. Gội cái tóc của mình rất là thơm, rất là mượt. Dạ, em có khoảng 30 cặp này. Em có khoảng 30 cặp này, 530.000. Dạ không chị Châu Sương, một cặp của em là em đi như vậy. Dạ, mình phải gội của nó và xả của nó thì mới tốt nha chị. Chứ còn mà mình gội của nó mà mình xả của hãng khác nó không tốt. Dạ, nó không có đáng bao nhiêu tiền hết thì mình xài nguyên cặp đi. Tại vì xả của nó mượt dữ lắm. Tóc của ai mà cứ nhuộm tóc hoài, tóc bị khô, bị chẻ ngọn á, em thấy xài cái cặp này cực kỳ ok luôn. Gương Nguyễn một cặp dầu gội. Mấy chị ơi, em nói vậy nè. Ai lên like mà thương em á, mình cho Ngọc một lượt chia sẻ đi. Tại vì nói chung là một cái Facebook của em thì em không thể nào mà em có thể hoạt động tốt. Em chị còn lấy luôn cho Ngọc một cặp đi chị. Chứ em không bán lẻ 530.000 một cặp. Lấy luôn một cặp đi chị yêu của em. Một tiếp giãn tĩnh mạch Kim Lê có chưa? Em được ngồi đây gọi này ok. Dạ. Em được ngồi đây, em làm việc với mấy chị, với mọi người. Toàn là công lao của mọi người, không Châu Sương một cặp. Toàn là công lao của tất cả các chị dành cho em. Em được như ngày hôm nay, ngày nào cũng được giờ này lên live gặp nói chuyện với tất cả các chị. Mọi thứ hiện giờ em đang có đều là công lao của mọi người dành cho em. Nên là đã lỡ thương chốt, em gọi chưa? Dạ rồi chị Khương Hương. Đã lỡ thương Ngọc thì thương cho chó, cứ thấy like của Ngọc mình chia sẻ đi. Chia sẻ cho trang của em lúc nào cũng có quà hết. Mình không được hôm nay thì ngày mai mình có quà. Dạ thì ngày hôm nay em tặng tới 2 phần quà, mỗi phần quà là 1.350.000. Rất đơn giản, chia sẻ. Nhân viên sẽ ghi phiếu ở dưới đây. Là mình sẽ có một cái thùng phiếu, chút xíu 1:30 em xuống like em sẽ bốc thăm may mắn. Dạ bốc may mắn vô tên của ai thì người đó sẽ được tặng một phần quà trị giá 1.350.000 và em tặng 2 phần quà như vậy. Với lại mấy chế chịu khó chia sẻ đi, sắp tới khoảng mười mấy ngày nữa. Em nói chị còn thương em. Em cảm ơn chị Đinh Hải. Khoảng mười mấy bôi giãn tĩnh mạch có tác dụng gì chị? Chân của chúng ta đi á, nhiều khi nó hay bị nhức, bị đau chân. Là do chúng ta bị giãn tĩnh mạch đó. Một phần là do khớp, một phần là do giãn tĩnh mạch. Cho nên là mình đi á, mình di chuyển nó rất là khó khăn. Thì mình bôi cái này hằng tối cho Ngọc. Bôi từ bắp chuối, bôi lên tới cái nhượng chân, bôi lên tới phía đùi một tí xíu. Và mà bôi mỗi tối cho Ngọc như vậy thì mình sẽ không bị đau. Đa số đi phụ nữ chúng ta mình di chuyển nhiều á là mà bị đau là do bị giãn tĩnh mạch và bị đau khớp. Và mà đa số là bị giãn tĩnh mạch là chủ yếu. Dạ thì mình bôi hàng rem cho em thì chừng lối 5-6 ngày nó êm. Son cam hả? Tuần sau son cam có cây nào về chưa? Son cam đợt này chưa về. Vài bữa nó đi nó Ngọc đang về 100 cây á. Ngọc đang về 100 cây son á. Rồi, dầu gội mình còn mấy cặp? Dầu gội. Dầu gội này còn có 6 7 cặp, 10 7 cặp không? Chị Khương Hường. Là hết. Tổng cộng là bao nhiêu cặp? Cái này là một cặp nè. Hôm qua là nó tới 30 cặp hả? Hôm qua là 30 cặp hả? Cái gì? Chị Khương Hường chốt chưa? Châu Sương chưa? Hôm qua nó cái này về bao nhiêu cặp vậy? Cái thùng thuốc là nhiều hơn. Hôm qua về bao nhiêu cặp? 260 tiếp giãn tĩnh mạch Mimi kìa. Cái cặp dầu gội này Ngọc còn khoảng 12 cặp nữa là hết nha. Dạ cái này nó gồm một chai gội và một chai xả. Giá 530.000 nguyên một cặp như vậy á. Dạ tóc của ai bị rụng, bị chẻ ngọn, bị khô. Dạ không có mượt, một phần là do mình không, cái bộ đồ này của Ngọc không có bán, hết hàng lâu rồi, hết từ năm ngoái.
tóc của ai bị khô, bị chẻ ngọn do mình nhuộm đầu, nhuộm tóc nhiều quá đó, là tóc của mình nó không còn mượt á, thì mình dùng cái bộ dầu này. Bộ dầu này nó gồm có thành phần collagen và biotin ở trong đây, cho nên là rất tốt cho da đầu và rất tốt cho tóc. Ok, dữ lắm luôn, tóc của ai bị khô. Lương Hoàng nghĩ một cặp, tóc của ai mà khô, chẻ ngọn hay tóc hay bị đứt á, à, do tóc yếu á, mình dưỡng cái bộ này cho Ngọc. Một bộ dầu cặp Nguyễn Thành, khách cũ hay khách mới. Khách mới vui lòng thả số điện thoại luôn cho Ngọc nha. Rồi ok, một cặp luôn. Còn ít lắm mấy chế ơi, có mấy cặp nè. Chốt nhanh đi, không là hết á. Cái đông Nguyễn Thành một cặp, Thọ Nguyễn một giãn tính mạch. Thọ Nguyễn một giãn tính mạch một cho một cặp dầu gội Memun. Ok, 530.000 mà được tới 2 chai nha mấy chế. Dạ mấy chế á, nhiều chỗ nó bán 400 mấy, mà coi chừng nha mấy chế, thật sự là coi chừng nha. À, nhiều khi cái chai nó già là cái chai đó, nhưng mà ở trong là nó lưng, và thứ hai là nó sẽ, cái này rất rất là dễ bị hàng giả nha, cho nên là tiền nào của đó. Nguyễn Tuyết một cặp rồi, cho nên là tiền nào của đó nha mấy chế. Có nhiều chỗ nó bán có 420, 430 cặp, nhưng mà xài đi rồi mấy chế thấy nha mấy chế. Dạ. À, tiền nào của đó. Giao Lê một cặp dầu gội luôn, hồi nãy chỉ có chốt một cái gì đó. Rồi, cặp dầu gội đông trùng hạ thảo em còn nhiều nha mấy chế. Đông trùng hạ thảo này tốt dữ lắm luôn á. Em thấy cái này nên có trong tủ thuốc gia đình của mình. Nên có trong tủ thuốc gia đình của mình, mỗi ngày mình dùng cho Ngọc một viên thôi. Cái này nó tăng cường tuổi thọ ghê gớm lắm luôn. Dạ, à, các anh mà giống như là bị giảm ham muốn, mình dùng cái này nó cũng cải thiện tình trạng đó cho mình nữa nha. Rồi giống như bổ phổi nè, bổ tim mạch nè, điều hòa huyết áp. Ai mà huyết áp của mình mà cứ lên xuống thất thường á, mình dùng cái này. Dạ, giãn tĩnh mạch có 260 một tiếp thôi chị. Lấy một tiếp giãn tĩnh mạch lên đây, lấy cái thùng giãn tĩnh mạch lên đây. Giao Lê một đông trùng hạ thảo. Giãn tĩnh mạch em vẫn còn hàng nha mấy chế. Giãn tĩnh mạch Ngọc Ruby vẫn còn hàng nha. Đông trùng hạ thảo này rất tốt cho sức khỏe cho của chúng ta, tốt cho nam và kể cả tốt cho nữ nữa. Huyết áp của chế nào mà cứ lên xuống thất thường, hôm nay dày mai khác mốt khác, uống cái đông trùng hạ thảo này cho em hàng ngày một viên thôi, là nó, huyết áp của chúng ta sẽ ổn định mà tăng cường tuổi thọ. Ai mà giống như là bị suy nhược cơ thể thì cái này nó giúp cải thiện sức khỏe một cách ghê gớm luôn. Dạ, cái này thành phần thuốc trong đây rất là ok. Mà hàng này của Ngọc là hàng của Mỹ, Ngọc nhập về, cho nên là mấy chế uống mấy chế an toàn. Riêng đối với thành phần về thuốc, Ngọc nói thiệt là Ngọc mua ở những cái thương hiệu lớn, ở bên Costco hoặc là Stemlup. Nói chung là những cái cửa hàng bán ở bên Mỹ rất là lớn, cho nên là những cái gì mua ở trong đây. Hôm qua mà. Đúng rồi, hôm qua chị đặt Advil. À vậy là đông trùng hạ thảo chị không có lấy đâu nha. Được được chị, cái này không ảnh hưởng gì tới tiểu đường hết nha. Đông trùng hạ thảo này không ảnh hưởng gì tới tiểu đường hết. Cái này nó tăng cường tuổi thọ, điều hòa huyết áp, bổ tim mạch, bổ não, bổ thần kinh, bổ phổi, bổ thận. À, dạ 600.000 một hộp đông trùng hạ thảo. 600.000 một hộp đông trùng hạ thảo. Dầu gội 530.000 một cặp vẫn còn nha. Dầu gội này mấy chế cứ chốt thoải mái, đông trùng hạ thảo chốt thoải mái đi. Còn nhiều hàng lắm mấy chế. Mỗi một đợt em nhập như vậy á, em nhập nhiều lắm, nên là cứ chốt thoải mái. Giãn tĩnh mạch là em còn khoảng 30 tiếp. Giao Lê là chị không có lấy đông trùng hạ thảo nha. Lương Hoàng Yến hai hộp giãn đây nè. Hai hộp này nè. Rồi giãn tĩnh mạch còn ai muốn chốt nữa không? Giãn tĩnh mạch còn ai muốn chốt nữa không? 260.000 một cái tiếp này. Rồi. Rồi ly nha. Dạ ly, ly giữ nhiệt một hộp đông trùng hạ thảo Lê Nguyệt. Một hộp đông trùng hạ thảo Lê Nguyệt. Em có mấy chị Đinh Hải một hộp đông trùng hạ thảo luôn rồi. Tuyền Ly một hộp đông trùng hạ thảo. Tốt lắm mấy chế, uống đi mấy chế, cực kỳ tốt luôn. Nó là thần dược luôn. Uống Advil và dầu gội. Giao Lê chỉ là Advil với dầu gội nè. Mở. Rồi giãn tĩnh mạch. Rồi cái giãn tĩnh mạch em còn nhiều á. Hai. Một thùng này của nó là nhiêu đây? 4 4, 8, 12 15.
khoảng 35 nữa. Dạ, khoảng 35 cái thùng giãn tĩnh mạch. 35 thùng giãn tĩnh mạch rồi. Ly giữ nhiệt nha, tặng chị bịch kẹo ổi nha. Ok, chốt tặng chị Đinh Hải hộp bịch kẹo ổi đi. Ok, ok chị yêu. Ly giữ nhiệt. Rồi, đang quẩy chút rồi. Dạ em chốt rồi chị. Rồi cái ly này của Ngọc nó là ly giữ nhiệt nóng lạnh nha, 500k. Đợt này em mua được sale cho nên chúng ta mua mấy cái ly này rẻ lắm, có 500k. Những cái ly giữ nhiệt này á, mình uống á, mình xài á, nó sẽ ok hơn là mình dùng cái bình. Tại vì khi mình dùng cái bình á, có chị, Neutrogena. Dạ, 700.000 chai. 700.000. Hôm nay mua hàng. Hôm bữa chị May mua được tặng kẹo chưa? Nếu chưa tặng thì lát em tặng. Còn bữa trước người nào được tặng rồi thì hôm nay không tặng nữa. Bữa May mua được tặng chưa? Hôm trước người nào mà được tặng rồi thì không tặng nữa, mà hôm trước người nào chưa tặng thì hôm nay sẽ tặng. Rồi, ly giữ nhiệt 500.000 một cái nha. Cái ly này đẹp cực kỳ luôn. Và rất là dễ chùi rửa. Ly xanh này mình có mấy cái. Ok, lát nữa em sẽ tặng chị. Ủa, cái này mình mở làm sao? Châu Đặng là Châu Dương gì nè. Trời, cái này nó bị ấy cái ron ra. Chị chưa tặng được. Chị có mua hàng hơ thì mình sẽ được tặng. Ai có chốt đơn thì mình sẽ được tặng. Đủ chứ chị? Ủa mở cái này, cái ron này nó nằm ở ngay đoạn nào? Mở nó ra cho con đi. Chia sẻ cho Ngọc đi, mấy chế chia sẻ đi. Dạ ly này mình đủ cho hai người uống luôn á chị nè, ra nè. Dạ một cái ly này á là giá chỉ có 500.000 mà mọi người nhìn thấy nha. Nó cực kỳ tốt luôn. Đây. Cái lồng nó rộng như vậy nè thì mình sẽ dễ chùi rửa. Mình sẽ dễ chùi rửa nha mấy chế, mình sẽ dễ chùi rửa. Mình sẽ dễ chùi rửa hơn nha. Em nằm vạ, trời ơi, chết tôi luôn. Đây, dạ, một cái ly này chỉ có 500 ngàn thôi. Một cái ly này mình chỉ có 500 ngàn. Không biết kẹo còn đủ để tặng không mấy chế nha. Không biết còn, rồi ok, Ngọc sẽ tặng nha mấy chế. Rồi 500 ngàn một cái ly này cực kỳ rẻ mấy chế. Dạ, mình giữ nước nóng lạnh được nha mấy chế. Đối với những cái thức uống nào mà mình cần giữ độ nóng và lạnh thì mình cho vô cái ly này. Thay vì chúng ta pha ra một cái ly và chừng chút xíu là nước nó sẽ bị nguội hoặc là nước của nó sẽ bị hết lạnh, thì cái ly này nó sẽ giúp cho chúng ta giữ nhiệt nóng lạnh được từ 6 cho đến 8 tiếng. Và khi chúng ta di chuyển đi du lịch xa thì mình để cái này ở trên xe của mình thì mình sẽ uống được những cái thức uống nó sẽ được ngon hơn. Dạ đó, rất là ok. Và cái ly này của em là nó tới 700ml lận mà mình dùng được hai người uống. Và đi chơi xa mình đem cái này đi theo rất là tiện lợi nha. Giữ nóng lạnh được tới 6 đến 8 tiếng đồng hồ, ok dữ lắm luôn. Và chỉ có 500k một cái. Rồi ai muốn chốt ly xanh thì mình chốt ly xanh. Ai muốn chốt ly bạc này thì mình chốt ly bạc nha. 500k một cái. Rất rất là ok nha mấy chế. À! Gắn vô con đi. Ừ. Nè, để dặn nó lại. Rồi, chút xíu nữa. Rồi đưa cái bịch dù qua đi. Dù này ngày hôm nay Ngọc tặng cho mọi người nha. Dù này không lấy lời mọi người 1.000 nào. Và Ngọc chỉ có 23 cây dù thôi. Đừng chọn màu giúp em nha. Tại vì dù em bán là em tặng. Mỗi khi một na lê. Cô Ngọc ơi, mẹ con muốn mua cặp dù rồi vì mẹ con còn vô. Không, không, không được con. Hải Phòng là đưa địa chỉ Hải Phòng cho Ngọc. Nè, dù nè, ngày hôm nay nè, dù đẹp giả man luôn. Và dù đó, làm ơn là mấy chế chốt giùm em, mấy chế đừng có chốt màu. Tại nói màu nào em lựa cũng đẹp hết đó. Em để cho mọi người một cây dù này với giá 430.000. Dù là Ngọc tặng nha mấy chế. Mỗi khi một cây dù này em bán 550-600 ngàn. Ôi ơi, 400, phải 450 mới được chứ 430 ngàn bị lỗ ship rồi. Lỗ ship rồi. Rồi dù đẹp ghê chưa. Rồi đó. Mùa mưa sắp tới rồi cho nên là mấy chế chốt dù để đi mưa nó không bị ướt nha.
dù đẹp giả mang luôn. Rồi chốt giùm em đi 450 một cây. Em có 23 cây dù. Dạ, 23 cây dù này là 2 cây 3 cây dù em tặng cho mọi người. Đây nè, cây dù nó đẹp giả mang. Dạ, cây dù này đẹp giả mang luôn. À, rất là thích hợp cho cái mùa mưa sắp tới của chúng ta. Ai thích chốt dù thì mình chốt nha. Nguyễn Nga một dù, dạ không chọn màu giúp em nha. Chọn chốt dù Lan Lê một ly xanh. Chốt dù làm ơn đừng chọn màu giúp em nha, màu nào cũng đẹp. Nguyễn Nga một cây. Loan Anh một cây dù beo, hết dù beo rồi chị, đừng chọn màu, em nói đừng chọn màu mà. Nó tùm lum màu hết á, đừng chọn màu. Nè, đưa cây này nè, đưa cây beo đó cho chị. Phương Phạm. Phượng Phạm khách cũ khách mới. Dạ cây dù này em đang bán cho mọi người là cái giá em mua bao, ở Mỹ bao nhiêu em về em tặng mấy chế bấy nhiêu, chứ bình thường cây này là 600 ngàn một cây của em nha. Dạ bán cái gì cũng phải có lời, em chân tình thật sự cho mọi người. Dạ mua bán phải có lời thì mình mới bán được, chứ không có lời tiền đâu trả nhân viên, đúng không? Mà mọi người đã từng mua những cây dù này của em với giá 600 ngàn mà hôm nay em bán 450 là biết mình tặng rồi nha. Nè May Moon một cây, Vân Hàng một cây, Vân Hàng khách cũ khách mới. Dù Phượng Phạm nè, Phượng Phạm cho số điện thoại. Em có 23 cây thôi, không có nhiều đâu mấy bà chị của em, có 23 cây à. Dù Hoàng Phúc nè. Rồi còn ai nữa, dù cây nào cũng đẹp hết á. Trần Ngô Mỹ Duyên cây dù. Mua ví rồi chị ơi. Mưa là Hoàng Phượng một dù. Áo em mặc năm ngoái có, năm nay hết rồi. Năm ngoái em mặc, năm nay hết rồi. Năm ngoái bán nhiều lắm, năm nay không còn cái nào hết. Bán hết. Có 23 cây à, chốt đi. Hả? Hả? Mua đi, 450 một cây dù. Giá mua bên Mỹ nhiều về bán hết bấy nhiêu đó, không có lời đâu. Đây bán tặng á, dù toàn là của BB, Tahari, Vincomuto này nọ. Nói chung là những cây dù thương hiệu không. Đẹp giả mang, cây nào cũng đẹp, xuất sắc. Ok Loan, em mua dù đi. 450 là phải nói là cái giá này là giá rất là rẻ. Tại vì dù thường là 600 ngàn giãn tĩnh mạch loại bôi hả em? Dạ đúng rồi, giãn tĩnh mạch loại bôi. Giãn tĩnh mạch loại bôi chị. Bôi. Mình bôi phía đằng sau nhiều hơn phía đằng trước giúp em nha. Bôi cái vùng nào mà nó nổi gân lên nhiều. Một cây dù. Em có rồi. Một cây. Dù bi, làm gì có dù bi chị. Đừng có chọn màu giùm em. Dù bi nè. Rồi còn ai nữa? Hai, còn mấy cây nữa? 1, 2, 3, 4, 5. Còn 10 cây nữa. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 cây nữa nha. Dù. Rồi còn ai chốt dù nữa, 450, dù bao nhiêu? 450 một cây. 450 một cây quá rẻ mấy chế. Dạ bình thường cây này là 600 ngàn. Bình thường cây dù này là 600 ngàn một cây nha mấy chế. Em không có bán giá này đâu, hôm nay em bán tặng cho mọi người đó. Dạ chỉ tặng ngày hôm nay thôi nha. Dạ chỉ tặng một giãn tĩnh mạch cho Châu Dương. Thúy Kim dù. Thúy Kim dù. Thúy Kim này ở Hậu Giang nha. Rồi còn ai nữa, còn 12 cây cuối cùng. 12 cây dù cuối cùng, tình yêu nào chốt mình chốt nhanh đi. 12 cây dù cuối cùng. Hồng hoa hồng đen, hoa hồng đen lấy dù đen. Hoa hồng đen lấy cái dù đen. Dù đen nào? Em lấy đưa chú. Để đưa đây. Thương nhìn hay vậy. Hai. Chút xíu chị Trần Liên Hoa ơi, chút xíu nữa. 12 giờ mình lên đầm. Rồi. 450. 450 ngàn một cây, nhưng mà giá này chỉ bán cho ngày hôm nay thôi mấy chị. Qua khỏi ngày hôm nay, Đinh Hải thuốc đông trùng uống buổi sáng nha chị. Đông trùng hạ thảo uống giấc sáng cho em là tốt nhất nha. Cứ ngàn viên vào buổi sáng sau ăn sáng. Ngày nào cũng vậy, cứ uống viên. Tốt lắm, tại vì mình uống trường kỳ kháng chiến, mình uống cho nên là mỗi ngày một viên là ok rồi. Nó ổn định huyết áp cực kỳ tốt luôn.
tăng cường tuổi thọ. Dạ, nói tới đông trùng hạ thảo mấy chế, Ngọc có đăng cái bài về đông trùng hạ thảo trong cái trang fanpage á. Ai mua đông trùng hạ thảo vô trong đó coi là mình thấy nha, nó rất là tốt, bổ thận, bổ phổi, bổ tim mạch, ổn định huyết áp, tăng cường tuổi thọ. Rồi, dù nha mấy chế, dù 450 một cây và chỉ bán giá này ngày hôm nay thôi nha, mai mốt em bán là 600 á. Không có lời đâu mấy chế ơi, cái cây dù này đang bán giá vốn. Mua đi mấy chế, còn có 10 cây thôi. 10 cây dù cuối cùng nha mấy chế. Rồi, ai chốt thì chốt. Cây dù này rất là tiện lợi cho cái mùa mưa của chúng ta sắp tới nha mấy chế. Dạ, thông thường á. Chốt Nguyễn Nga đông trùng hạ thảo luôn. Rồi, dù em vẫn còn khoảng 10 cây nữa là hết hàng nha mấy chế. Và chỉ ngày hôm nay Ngọc tặng cho mọi người cây dù này với giá 450. Qua khỏi ngày hôm nay nếu chúng ta chốt dù, làm ơn chốt giúp em 600 ngàn. Nếu những đợt sau nữa em về thì dù phải 600 ngàn thì em mới bán được. Tại vì bao nhiêu chi phí này nọ của em trong đó. À, còn cái này là coi như là em đang tặng cho mọi người á. Rồi, dù đông trùng hạ thảo 600 ngàn nha. Đông trùng hạ thảo 600 ngàn, ngày dùng một viên là ok rồi chị. Tại vì cái thuốc này là mình dùng hàng ngày là tốt nhất. Dạ, mấy chế muốn thuốc của mình mà nó hấp thụ vô cơ thể của chúng ta tốt hơn là mình nên uống vào buổi sáng. Và uống đều đặn cho em. Thuốc mình mua mà mình uống một bữa mà tới 8 tháng sau mới uống một viên nữa. Dạ, em xin lỗi, nó không có kết quả gì đâu. Dạ, nếu đã bỏ tiền ra mua hộp thuốc, mình chịu khó uống đi, tại thuốc mua bằng tiền. Dạ, cho nên là mình cảm nhận mình uống được thì mình hãy mua, mình uống không được thì mình đừng mua phí tiền. Dạ. Dạ, cái này em thấy là nó tốt lắm luôn. Đông trùng hạ thảo uống cực kỳ tốt cho sức khỏe. Ngàn viên là ok rồi. Buổi sáng sau ăn sáng uống một viên cho em. Mình có thể uống kèm với những thành phần thuốc khác được nha. Nó không có kỵ lẫn nhau. Dạ, nó không kỵ lẫn nhau, cho nên chúng ta uống chung với những thuốc bổ khác ok, không ảnh hưởng gì hết nha. Rồi, dù mình còn nha. Rồi, dù 450 một cây. Ai muốn lấy mình lấy nữa nha. Còn 10 cây nữa là hết hàng. Dù cái ly vàng này đẹp ghê nha. Ly vàng này Ngọc, ly vàng này nó tới 700ml lận á mấy chế. Chế nào muốn uống thì mình uống nha. Cái ly vàng này nó tới 700ml lận. Dạ, dài cực kỳ tốt luôn nha. Giữ độ nóng lạnh ok dữ lắm luôn. Một đông trùng hạ thảo Phan Thị Hoa Hoa nè. Thông thường xài ly thì nó sẽ ok hơn xài bình. Xài bình mình không có chùi rửa được nha. Ly vàng quanh quách nè. Có 500 ngàn cái ly à. Bữa trước mấy chế mua cái ly này là 600 ngàn một ly á. Hôm nay có 500 ngàn một cái ly à. Rẻ muốn chết luôn á. Rẻ lắm. Mua đi mấy chế. Không còn đâu, còn mấy cái à. Lâu lâu em thấy lòi ra mấy cái em mua mấy cái. Đây 500k ly, 500k. Có kẹo ngủ không? Có luôn. Dạ, kẹo ngủ có luôn, 600 ngàn một hộp. Chốt thì inbox luôn nha. Chốt cho Phan Thị Hoa Hoa một hộp kẹo ngủ luôn nha. Kẹo ngủ 400k một hộp. Ly vàng Hương Nguyễn, ly vàng 500. Kẹo ngủ 500 ngàn một hộp, 600 ngàn một hộp. Chế nào chốt luôn nha. Kẹo ngủ 600 ngàn một hộp. Rồi, ly vàng này còn có hai cái cuối cùng. Chế nào chốt thì chốt, 500k một ly. 500k, ghi số điện thoại luôn đi, để đánh lên một hồi nó lộn giống như bữa trước nữa bây giờ. 500k một ly. Rồi ok, kẹo ổi ở dưới nếu còn lát nữa Ngọc tặng hết. Nếu không còn, nếu còn đủ thì tặng mỗi người nửa bịch. Còn nếu còn không đủ, mỗi người 1/3 bịch thôi nha. Tại vì em hết rồi, em nhập về 200 bịch mà hết trơn rồi. Cho nên là nếu mà còn đủ thì em tặng mỗi người nửa bịch. Nếu còn không đủ thì tặng mỗi người 1/3 bịch nha. Của ít lòng nhiều nha mấy chế. Của ít lòng nhiều. Rồi, cái ly này Ngọc còn 3 ly nha. 500k một ly. Chế nào mình lấy mình lấy. Rồi, bánh mochi của Nhật 450 ngàn một bịch. Em có 15 bịch. Bánh mochi của Nhật Bản ăn siêu ngon luôn mấy chế. Dạ, cái bánh này ăn là ghiền. Dạ. Bánh mochi của Nhật Bản nha. Hôm nay mới cập bến được 15 bịch à. Dạ. 450 ngàn một bịch, ăn siêu ngon. Một bịch này 1kg và trong đây nó tới 60 cái bánh. Trong cái bịch mochi Nhật Bản này nó tới 60 cái bánh lần ăn. Bao ngon mấy chế. Cái này em ăn em ghiền luôn á. Có chị, có.
thì lát nữa mình chia ra, mình chia ra có như mình chia 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 đều ra, hiểu không? Chốt kẹo ngủ Phan Thị Hoa Hoa. Rồi bánh mochi Nhật Bản 450.000. Nhân này của Ngọc nói là nhân khoai môn và nhân đậu đen, nhân đậu xanh. Hương Nguyễn một bịch mochi. Hoàng Hôn ấm áp. Dạ cái bánh này em nói thiệt là mình ăn mình ghiền á, mình không có tiền mình ăn thôi chứ ăn là ghiền á. Em ăn em bị ghiền quá trời luôn, em không dám ăn nữa. Một gói bánh 450. Không có nhiều mấy chế, cái này em có mấy bịch à. Bán chơi cho vui thôi. Một bịch này lời có 50.000 à. Một bịch này em lời có 50.000 à. Ngon lắm, ăn siêu ngon mấy chế ơi. Ok dữ lắm luôn. Rồi em còn có 5-6 bịch nữa. Chế nào muốn ăn bánh mochi của Nhật Bản, trong đây nó có 60 cái bánh. Nó từng gói, từng gói, từng gói. Dạ nó có, trời ơi ăn ngon lắm luôn. Ăn ngon dữ lắm luôn á. Em nói thiệt ngon giả man luôn. Em dùng chữ giả man. Ok có kẹo, có kẹo, ok. Có. Dạ có, dạ bánh nó dẻo, cái nhân bánh của nó nè. Ngon lắm chị Lan Nguyễn ơi. Trời em nói mà em nuốt nước miếng luôn á. Nói mà nuốt nước miếng tại vì nó quá ngon. Thiệt sự ngon lắm. Mochi. Dạ cái bánh này của Ngọc, cái nhân của nó ngon lắm. Và cái vỏ bánh của nó cũng ngon nữa. Ăn ăn phải nói siêu ngon. Không có nói quá sự thật đâu. Ăn không ngon mấy chế mét em sao. Dạ ngon mới khen chứ không ngon không có khen đâu. Thiệt. Còn 3 bịch nữa à. Ai chốt chốt luôn đi mấy chế. Còn có 3 bịch nữa à. Ai ăn à. Ê chết nó coi, chết rồi. Chết mồ ngồi, chết rồi, để một hộp này. Được, 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 để cả năm luôn. Cái này để một năm luôn nha mấy bà chế. Cái này để một năm luôn. Không sao hết. Mimi chốt một bịch đi. Rồi còn mấy bịch vậy? Có 10 bịch nào nhiều đâu nhiều bà nội. Rồi còn 5 bịch cuối cùng. Còn 5 bịch cuối cùng. Dạ cái này ăn bao ngon nha. Không ngon, đền một bịch cho chị Đinh Hải. Không phải, tại vì đối với những cái bánh này á, em mua về cho gia đình em ăn thôi. Dạ chị Lan Nguyễn một bịch. Em mua về cho bản thân em ăn, cho gia đình em ăn, cho con em ăn. Thấy ngon quá mua, đem về mua cho mấy chế chốt ăn cho vui mà. Chứ mấy cái bánh này mà lợi mấy chục ngàn một bịch à. Thấy ngon quá đem về để giới thiệu mấy chế ăn cho vui mà. Dạ riêng bánh kẹo không có lời đâu. Có 50.000 một bịch này à mấy chế. Bán cho vui thôi. Rồi đó còn mấy bịch nữa đó, ai chốt chốt đi. Hôm nay em bán cái gì? Rồi xong cái này Gương Nguyễn một bịch bánh mochi của Nhật nữa kìa. Gương Nguyễn, Gương Nguyễn, Gương Nguyễn. Rồi bây giờ tới cái này nó là kem tẩy tế bào chết. Và cái này nó có thể dùng cho da mặt được luôn nha. Và cái hàng này á ở ngoài thị trường nó trôi nổi rất là nhiều. Dạ cái hàng này nó hàng nhái rất là nhiều nha mấy chế. Và ở đây mấy chế mua là mấy chế mua của Costco. Và cái hộp này nó nằm ở trong Costco. Và cái dòng sản phẩm này bánh bao nhiêu em? Dạ 450 chị Tuyết Mai. Dạ bánh mochi 450 một bịch, 450.000 một bịch. Rồi cái này nó là kem tẩy tế bào chết nha. Khui hộp ra luôn nha. Da của chúng ta, nếu chúng ta muốn có một cái làn da mịn màng trắng trẻo à, tại vì da của chúng ta đó lâu lâu chúng ta phải tẩy một lần. Mình tẩy cái này nó là gì? Cái này nó là thành phần kem nè. Dạ à, trong đây nó có cát thì mình thoa lên đây à, thì những hạt cát này nó sẽ massage cái da của chúng ta và nó giúp cho cái da của chúng ta nó mịn. Xong sau đó chúng ta sẽ tắm lại một nước xà bông rồi là thôi. Thì nó sẽ làm cho cái da của chúng ta tẩy sạch những cái chất dơ, bụi bẩn hàng ngày chúng ta di chuyển. Thì những cái bụi bẩn đó, nó sẽ bám vào người chúng ta. Nhiều khi mình tắm bằng xà bông nó sẽ không tẩy được tế bào chết trong da của chúng ta. Cho nên là khi chúng ta muốn có một cái làn da mịn màng trẻ trung trắng, chúng ta tẩy cái này rồi chúng ta bôi kem dưỡng thì nó sẽ ăn hơn là chúng ta không tẩy nha. Rồi mấy chế, một hộp này của em hàng Mỹ nha. Cái này á, nó rất là dễ có hàng nhái nha mấy chế. Nhiều trang ở bên ngoài á, mấy chế thấy á, nó bán có 100 mấy là cái đó không phải là hàng Mỹ đâu mấy chế, hàng nhái. Rồi 250.000 một hộp tẩy tế bào chết toàn thân. Cái này tẩy luôn cho da mặt của mình được nha. Cái này nó là tẩy cát
hàng của Costco nha mấy chế. Dạ 250.000 một hộp này. Hộp này Ngọc có 15 hộp thôi. Dạ cái này tốt cho da, một tuần lễ chúng ta nên tắm tẩy tế bào chết 2 lần để cho chúng ta có một làn da khỏe mạnh, đầy sức sống. Mịn. Dạ chinh chiến trần một hộp 250. Cái này em có 15 hộp thôi. Phương Hoàng một hộp. 250 một hộp, em có 15 hộp thôi. Không có nhiều, cái này em không có nhập nhiều, nó nặng quá. Bán cái này bán vui thôi cho mấy chế xài. Tại vì mấy cái sản phẩm này là bán lời 30-40 ngàn hộp, bán cho vui thôi. Tốt lắm mấy chị. Da của chúng ta nên tắm hàng tuần, một tuần hai lần. Ai mà muốn da của chúng ta Iris Vũ hai hộp. Ủa cái đôi giày của Iris Vũ là con trả, con lấy lại rồi. Iris Vũ hai hộp. Lương Hoàng Yến một hộp chốt chưa? Rồi. Xương Trần nè. Xương Trần một hộp tẩy tế bào chết, 250 một hộp. Hàng này của chúng ta mua là an toàn luôn nha mấy chế. Dạ cái này em mua trong Costco. Ship bao nhiêu vậy em? Ship bao nhiêu vậy em? Dạ thông thường bên Trang em chỉ tính ship mọi người 20.000 thôi. Cái này 250 cộng 20 ship là 270.000. Nếu chúng ta mua 5-7 món thì cũng chỉ lấy của mọi người có 20.000 thôi. Trang em là như vậy, chỉ phụ thu 20.000 thôi. Chứ còn ship một món hàng nó tới 40-50 lận, chứ không có 20.000 đâu. Một hộp. Dạ cái này là chủ yếu là giống như bán tặng cho mọi người thôi. Chứ hộp này lời lấy bao nhiêu mấy chế. Bán kèm chơi vui vui thôi. Bán kèm chơi vui vui cái hộp này thôi. Dạ 250 một hộp. Tẩy tế bào chết toàn thân nha. Tẩy mặt được luôn nha mấy chế. Cái này bôi mặt được luôn. À, da của chúng ta đó là hay bị tế bào chết, bụi bẩn nha. À, chúng ta tẩy cái này nhiều á thì cái da của chúng ta nó sẽ sạch mịn màng. À, chúng ta bôi kem dưỡng vô nữa thì thôi tuyệt vời dữ lắm. Nguyễn Thị Tuyết Hoa khách cũ hết mới. Mới hay cũ? Vậy Tuyết Hoa vui lòng cho Ngọc xin số điện thoại luôn đi. Thả số điện thoại trên đây cho em đi. Rồi tẩy tế bào chết toàn thân dùng cho em một tuần hai lần. Một tuần hai lần cái này tẩy mặt được luôn nha. Bôi. Dạ mình thấm nước. Mình đừng có thấm ấy quá, vừa thôi, vừa đủ thôi. Xong bắt đầu mình lấy một lượng kem trong đây mình thoa toàn thân rồi bắt đầu mình massage. À, sau khi mình gội nước ra mình tắm lại một nước xà bông mình rồi cái da mình nó mịn giả men. Dạ nó mịn giả men luôn á. Đây, một hộp nó đầy nhóc như vậy mình xài mấy tháng mới hết nha. Một hộp này mình xài có khoảng 2 tháng mới hết. Cái hộp này mình xài 2 tháng mới hết nha, 150, 250 một hộp. Rẻ mấy chế, không có mắc đâu. Đơn phương. Rồi còn bao nhiêu hũ nữa? Cái này em lấy ít lắm mấy chị. Dạ, Nguyễn Thị Tuyết Hoa cho xin này. Cái hộp này Ngọc lấy không có nhiều. Còn có 5 hộp cuối cùng rồi phải không con? Rồi 6 hộp cuối cùng tẩy tế bào chết toàn thân giá 250, 6 hộp cuối cùng. Cho em một hũ tẩy da. Dạ cái này mình tẩy xong mình tắm lại nha. Lê Lữ Hoàng một tẩy tế bào chết. Phúc Linh Vũ một hộp, 250 một hộp. Hàng này hàng của Costco. Dạ shop của em ở Sài Gòn. Ai mà ở Sài Gòn nhận hàng của Trang em nhanh lắm, chừng một ngày, trong một ngày là thêm một hộp nữa, 250. Ok, thêm một hộp cho Lương Hoàng Yến. Xong cái này em bán túi nha. Xong cái này Ngọc bán túi rồi mình đứng lên mình bán quần áo. Em không kịp bán quần áo hôm nay thì mai mình like nha. Cái này là gì, dù hả? Dù em vẫn còn nha, dù 450 một cây. Dù em vẫn còn chế nào cho chị. Tẩy tế bào chết. Ok chị. Rồi, còn nhiêu hộp? Rồi còn 3 hộp cuối cùng, ai chốt chốt nha, còn 3 hộp cuối cùng nữa thôi. Rồi hộp cuối cùng. Một hộp tẩy tế bào chết cuối cùng. Hồi nãy là dao. Rồi. Rồi, hộp cuối cùng nè, ai chốt chốt luôn cho em đi, 250 nha, hộp cuối cùng á. Mochi còn mấy bịch vậy? Rồi bây giờ qua bán túi mấy chế ơi. Cho mượn cái kéo đi. Để Ngọc coi có son cam ở trong đây không nha. Son cam 75. Cái son cây số 75 mình chưa có về phải không tụi con?
qua nó về 66 không mà nó không có về số 75. Son này dựng cái đầu lên đi, cứ để kiểu này Ngọc đâu có biết màu gì với màu gì đâu. Dựng cái đầu nó lên để cho con coi cái số để con chốt hàng cho khách. Rồi một cái này hũ cuối cùng nè, cái bánh này còn 3 bịch nè. Cái bánh này em còn 3 bịch nha, cái hũ này em còn một hũ. Dạ ai chốt được chốt cho em nha. Hũ tẩy tế bào chết toàn thân này Ngọc còn một hũ cuối cùng. Cái bánh mochi của Nhật Bản này em còn 3 bịch nha, ai chốt được thì chốt luôn giúp em nha. Dạ, bánh này ăn rất là ngon, ăn thử đi. Ăn ngon thì mình vô mua mình ủng hộ cho Ngọc. Với lại cái này em cũng không có nhập về thường xuyên đâu, lâu lâu bán chơi cho vui ít bịch thôi chứ còn không chuyên về mặt hàng này nha. Cũng giống như cái này lâu lâu bán chơi cho mấy chế có sản phẩm dài thôi chứ còn những cái này cũng không phải là những cái sản phẩm mà em thường xuyên nhập về. Dạ. Dạ ai đã từng xài rồi thì lâu lâu em nhập về để ổn định cái hàng cho mọi người chốt thôi chứ còn những cái mặt hàng này không phải mặt hàng chính của em. Rồi xong. Bánh Tuyết Thanh Nguyễn. Rồi. Bóp đeo chéo của BB xương trần một hộp bánh. Rồi còn hộp bánh cuối cùng với hộp tẩy tế bào chết. Chị Tuyết Thanh Nguyễn, cái này tẩy tế bào chết toàn thân xài tốt lắm đó chị. Cái này một tuần mình tắm cho Ngọc 2 lần. Một tuần tắm cho Ngọc 2 lần. Dạ, tắm cho Ngọc cái này một tuần 2 lần nó sẽ tốt cho da của mình rất là nhiều. Nó sẽ tốt cho da của mình rất là nhiều, mượt da, mịn da. Và mình bôi kem thì nó sẽ rất là dễ hấp thu vô cho cái da của mình đó. Nó trắng mịn màng nha. Dạ, làm sạch da toàn thân. Dạ, hộp cuối cùng 250, chế nào chốt được chốt cho em. Bánh còn một hộp. Bánh còn một bịch, hộp đó còn một hộp. Rồi, cái túi đeo chéo này của BB nha, ngang túi 20. Dạ, túi đeo chéo BB giá 850, mẫu này Ngọc có một cái à. Ai rít vũ một bánh luôn nè. Rồi hết bánh luôn. Rồi, túi đeo chéo BB màu đen giá 850, một cái một duy nhất BB màu đen. Dạ, đeo chéo mà cái cọng dây của cái dây BB này đẹp quá. Mẫu này Ngọc có một cái một thôi. Dạ, túi đeo chéo BB ngang túi 20 giá 850, cái này em có một cái thôi. Đây, dễ thương quá trời. Dạ, chế nào mà muốn xài túi BB thì mình chốt cái này cho em giá 850. Một hộp tẩy tế bào chết cho chị Trần Thủy nè. Rồi, đeo chéo BB giá 850. Đeo chéo Bolo giá 600. Cái này nó vừa là đeo chéo mà là vừa là bóp cầm tay luôn nha mấy chế. Cái này của Bolo. Bolo em cũng có một cái giá 600 ngàn. Vừa là bóp cầm tay, nếu chúng ta muốn xài là bóp thì hết bánh rồi chị ơi. Kim Anh Nguyễn ơi, bánh em hết rồi chị. Khách chốt hết rồi. Dạ, cái bóp này của Ngọc, nếu như ai thích đeo chéo thì mình xài đeo chéo như vậy. Còn nếu không thích đeo chéo thì mình có thể cầm tay. Nó vừa là bóp cầm tay mà vừa là túi đeo chéo luôn nha mấy chế. Dạ, cái bóp này cực kỳ đẹp luôn mà giá chỉ có 600 ngàn thôi. Dạ, túi đeo chéo Bolo, hiệu Bolo, cái này quá trời đẹp luôn, 600 ngàn. Dạ, đây nè, mấy chế nhìn thấy nha. Nó vừa là bóp mà vừa là túi. Nếu chúng ta xài bóp thì chúng ta gỡ cái dây đeo chéo ra. Nè, cái bóp nó đẹp như vậy nè. À, mà có 600 ngàn à. Dạ, 600k nha. Chốt bóp này Hoàng Hà Kim. Rồi, 600 ngàn Hoàng Hà Kim. Rồi, cái này của em là của BB, giá 850. BB 850. Túi BB 850 nha mấy chế, đeo chéo. Đeo chéo của BB dễ thương lắm. Cái này ngang túi 20. Con nhắn tin cho chị Minh Loan vô coi túi đi. Túi BB ngang túi 20 giá 850 ngàn. Dạ, 50 ngàn. Rồi, túi đeo vai nha mấy chế. Dạ, cái này vừa đeo vai, vừa là dây đeo chéo. Dạ, vừa đeo vai, vừa đeo chéo. Đeo chéo thì mình kéo cái sợi dây nó dài ra. Rồi, đẹp ghê chưa. Hàng Bolo nha mấy chế. Cái này của thương hiệu Bolo. Cái này Ngọc để cho mọi người với giá là 800. Kéo đâu. Dạ, Bolo nha. Chốt cho chị Hương Nguyễn túi Bolo giá 850. 850 chị Hương Nguyễn ơi, chứ không phải 800. Dạ, túi đeo vai và đeo chéo luôn. Khi chúng ta đeo chéo thì chúng ta thâu cái dây nó xuống.
Dạ. À, mình thả cái dây nó xuống. Dạ đây. Thì nó thành là đeo chéo. Dạ. Dạ cái này là 24, cái này nó là size 24. Của Polo giá 850, 850 nè. Này giá cả đâu không thấy vậy. Mày đâu. Rồi cái này là cái này của Ando nha mấy chế. Cái này của Ngọc nó là của thương hiệu Ando. Túi này của Ngọc là của thương hiệu Ando nha. Dạ đeo chéo Ando. 850 em có một cái à chị Quyên Nguyễn ơi, hàng hiếm nó có một cái. Túi đeo chéo của hiệu Ando nha. Cái này Ngọc để cho mọi người với giá 800.000 hiệu Ando nha mấy chế. Hiệu Ando là cái hiệu rất là, cũng phải nói là rất là nổi tiếng đó mấy chế. Dạ mà cái này dễ thương ghê chưa. Dạ cái này 800 thôi, tính mọi người 800.000 thôi, 600.000 hết rồi chị. Lâu lâu em lấy có một cái được thôi. Dạ mấy cái này nếu đúng giá nó không có được rẻ như vậy đâu. Ando 800.000, túi Ando giá 800.000 đeo chéo dễ thương quá. Dạ cái này xinh quá. Vân Tôn Nữ là cô Vân á, vợ của chú Vũ Hà á. Cô Vân đúng không? Cô Vân á, Tôn Nữ Huyền Vân á, của cô á. Rồi đó. Bỏ đó chứ ai. Đúng rồi, đúng rồi đó. Rồi cái này nha mấy chế. Ủa cái này cũng thấy giá. Đây mấy chế, cái này nha, đẹp cực kỳ luôn. Cái này mình có thể cầm là như vậy. Và mình có thể đeo chéo. Dạ cho nên chưa chút đầm cho chị nhé. Trang Huỳnh là cái nào chị? Rồi dễ thương quá nha mấy chế. Rồi cái này 700.000, cái này 700.000. Dạ mà nó có cái dây đeo nữa nè, đẹp ghê chưa. Cái này của em là 22 á mấy chế, quá trời đẹp. 700.000 xuất sắc. Em gửi đi rồi mà. Em gửi đi rồi mà chị. Để lát nữa em check bill cho. Túi 700 Hương Nguyễn nè. Rồi cái túi đỏ. Wow 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 wow. Cái đỏ này mình được tặng thêm cái bóp nhỏ này nữa nha. Dạ mình được tặng thêm cái bóp nhỏ nữa. Mua 2. Ôi trời ơi cái bộ này rồi nó cưng quá à. Nó cưng quá à. Mua 1 mà được 3 luôn. Trời ơi trời. Cái này được mấy bộ vậy? Có một cái. Nó dính. Đây nè mấy chế ơi, trời ơi cái bộ này đẹp quá à. Nó được mua 1 mà được 3 nè, thấy chưa? Dạ, mua 1 mà được 3. Đây một cái túi lớn là size M, một cái túi đỏ nhỏ là size 22. À, và một cái bóp. Wow, để coi giá nhiêu đây. Trời cái này đẹp quá vậy. Không có giá cả gì trời. Giá nghe giật mình nha mấy bà chế. Nguyên một cái set này bán cho mấy chế 1 triệu thôi. Nguyên một cái set này luôn mà có 1 triệu thôi. Là nó là mua 1 mà được 3 đó mấy chế. 1 triệu màu đỏ đẹp quá trời luôn. Rồi, 1 triệu. Không biết tôi tính giá có đúng không vậy trời. Bán đại đi. Không biết đúng chưa. Này nó còn bộ nữa nè. Chị Hoàng Hôn ấm áp. Bộ đó màu đỏ này nó màu kem. Okay. Chị Hoàng Hôn ấm áp ơi. Ấm áp Hoàng Hôn ơi. Hết đỏ rồi lấy màu này cho Ngọc ơi. Hết đỏ rồi lấy màu này giùm em cái đi. 1 triệu. Dạ hết màu đỏ rồi. Hoàng Hôn ấm áp lấy này cho Ngọc đi. Mua 1 mà được 3 rẻ quá trời luôn. Nha. Cái này nó là màu vàng. Nha. Hết màu đỏ rồi, đỏ còn có một cái à, bộ kem. Rồi, 3 cái nè. Cắt rồi, nhét nó đi để không nó hư cái túi. Ok, thành hôm. Tèn tèn tèn. Trời ơi, cái túi BB. Vàng hết rồi chị ơi. Hàng của em là hàng hiếm.
mỗi thứ lấy được có một cái à, không có nhiều. Rồi BB mấy chế ơi, cái màu của BB rất là đẹp, thích đỏ hơn. Giờ không lấy thì cho May Moon lấy, cái nào cũng đẹp hết đó chị, cái nào cũng rất là đẹp. Giờ có lấy không? Không lấy em đưa cho người khác á. Không lấy em đưa cho người khác á. Rồi cái túi BB này của Ngọc nha. BB xanh thôi Nguyễn. Túi BB xanh này để coi. Mới cái giá mới. Lấy màu mà không lấy. Ai? Không, hàng mới về mà xả gì chị. Rồi cái BB này là 1.1 triệu nha. Cái túi BB này là 1.1 triệu nha. Bộ đồ của chị đó nhé Ngọc. Túi xanh Minh Thương nè. Ủa chị, bộ đỏ là cái gì chị? Cái túi đỏ chị đâu chốt được đâu chị. Không thấy comment của chị Châu Sương, không thấy. Cái túi đỏ đó không có chị ơi. Khách chốt rồi. Bộ túi đỏ chị Châu Sương ơi, em có một cái à, nhưng mà khách chốt mất tiêu rồi. Để bữa sau đem coi còn nữa không, em lấy cho chứ hôm nay không còn, hết rồi. Rồi cái này của Ngọc nó là túi du lịch nha. Túi du lịch 600.000. Dạ túi du lịch 600.000. Dạ cái túi này xách đi du lịch cực kỳ ok luôn nha. Túi du lịch 600.000. Dạ cái này nó là vải dù cho nên đi mưa sẽ không có bị thấm nha mấy chế. Cái này mình có mấy cái, như nó có 1 cái không? Dạ cái túi này có 1 cái 600.000 cho Quanh Lê. Chị Châu Sương chị lấy đỡ cái túi này cho em đi. Cái túi này cũng đẹp quá trời luôn. Ăn mắm ăn muối nha. Rồi, chị Châu Sương chốt cái túi này đi chị Châu Sương. Chị Ngọc Son có chưa? Son hiện giờ nó có lác đác mấy cây và nó không có nhiều, đợi tuần sau đi nó hàng nó về đủ rồi Ngọc bán luôn nha, chứ hôm nay nó chưa về đủ bản màu. Tuần sau nó bản màu nó về đủ thì Ngọc bán nha. Rồi, cái túi này Ngọc để cho mọi người với giá 900.000. 900.000 cái túi này, trời ơi. Chị Châu Sương lấy cái này đi, cái này đẹp quá trời. Cái nền da, cái này lẽ ra em bán 1.1 triệu á. Cái này lẽ ra em bán 1.1 triệu á, nhưng em bán 900.000 thôi. Vừa bán vừa tặng. Dạ, mình coi cái nền da nha. Cái này vừa đeo chéo được nha, vừa xách được. Dạ, nếu ai mà thích xài túi lớn thì mình xài cái lồng túi của nó nè. Em bán túi, mấy cái túi này là em mỗi thứ em lấy được có một cái thôi. 900.000 chinh triện trần. Rồi cái túi này giá 500.000. Túi này giá 500.000. Túi này giá 500.000. Chế nào mình lấy nha. Túi này giá 500.000. Tình yêu nào muốn lấy thì lấy. 500k. Dạ. Túi đeo chéo giá 500k. Rồi cái này 500k rẻ muốn chết luôn. Ai lấy thì lấy đi. Xinh quá trời luôn. 500k. Dạ. Túi đeo chéo giá 500.000. Dạ. Mua túi Việt Nam á, hàng Việt Nam mà còn đã 500-600 ngàn rồi, huống chi một cái túi của Mỹ nha mấy chế. Dạ đây nè, cái này rất là đẹp nha, đuôi đeo chéo mà cái màu cũng đẹp nữa. Này đem xuống bán du liền. Bán du liền để du liền đưa mẫn gì đi học. Dạ Nguyễn chị chốt sao chị? Chị chốt sao nên chị đâu có chốt được đâu. Để bữa sau chị, bữa sau em lấy cho em ráng em quần hàng coi còn nha. Dạ rồi cái túi đen này xinh ghê chưa, và cái nền da của nó là nó ống ánh kim tuyến luôn á. Trời ơi cái túi này quá cưng luôn. Xinh giả mang luôn, và hàng này nó là hàng không đụng nha, đeo vai, vừa đeo vai mà vừa đeo chéo được luôn nè mấy chế, nhìn thấy.
Rồi mẫu này Ngọc để cho mọi người 650, cái này có một duy nhất 650. Ấy, đẹp ghê chưa? Vừa đeo chéo vừa đeo vai. Ngọc ơi. Ngọc ơi, thải độc gan bao nhiêu? 450 chị Long An, 450. Lương Hoàng Yến. Khách chốt rồi chị. Chốt rồi, chốt rồi. Ủa, cái đó ai chốt vậy? Rồi, cái này của Ngọc, ba lô màu đỏ nha, size 23. Ba lô màu đỏ size 23. Giá 800.000, ba lô màu đỏ. Giá 800.000. Ba lô đỏ size 23 giá 800.000. Ba lô đỏ nha, size 23 giá 800.000, đẹp ghê chưa? Dạ 450 chị, thuốc gan 450. Rồi ba lô màu đỏ 800.000, size 23 nha mấy chế, da đẹp. Dạ. Đây, cái màu đỏ cái ba lô này rất là đẹp nha. Cái màu đỏ này cái màu nó đẹp nha. 800.000 ba lô màu đỏ nha, 800.000. Ba lô đen Nga Kim. Ba lô đen cũng vậy, 800.000 luôn. Ba lô màu đen cũng 800.000 luôn. Em bán ba lô là phải nói giá rất là mềm. Ba lô đen em có 2 cái 800.000. Ba lô đen này em có 2 cái luôn nha, giá 800.000. Dạ chứ nào, ba bộ đang mặc. Dạ bộ đang mặc không có hàng chị. Năm ngoái có nhưng mà năm nay hết hàng. Ba lô đen 800.000, em có 2 cái. Chứ nào mình muốn chốt thì chốt. Ba lô đen 800.000 một cái, em có 2 cái. Đen Hương Nguyễn một cái nè. Rồi đen cho chị kia một cái rồi hết luôn nha. Rồi ba lô bò. Ba lô bò với lại ba lô màu đỏ. Dạ, em có một cái đỏ và một cái màu bò nữa, 800.000. Chế nào muốn chốt màu bò mình chốt. Ba lô này đẹp quá trời luôn á. Nè, còn siêu luôn nha. Em chưa có lột siêu luôn. Dạ. Đỏ thì ta đỏ với bò nha, em còn hai màu này. 800k. Dạ, đẹp ghê chưa? 800k thôi, rất rẻ. À, chế nào mà thích dùng ba lô thì mình chốt nha. Em thấy cái màu đỏ này đẹp quá trời. 800k. Rồi ba lô hoa nha mấy chế. Dạ, ba lô hoa. Trời ơi, rớt cái mạc luôn rồi. Cắt sao rớt luôn, đúng không? Rồi ba lô hoa 850 mấy chế. Ba lô hoa size 24 giá 850. Cái ba lô hoa này cưng quá. Ba lô hoa giá 850 nha. Ba lô hoa em có 2 màu. Ba lô hoa em có 2 màu. Dạng cái màu hoa này với cái màu hoa này. Nhưng cái này là 900. Cái hoa đậm là 900, cái hoa nhạt là 850. Dạ, hoa đậm 900, hoa nhạt 850. Chế nào thích lấy ba lô mình chốt nha. Da rất là đẹp. Dạ, ba lô này 900. Ba lô hoa nhạt là 850. Hai cái đều là hoa hết, mà cái hoa đậm, cái hoa nhạt cái 900, cái 850 nha. Chế nào chốt thì chốt. Cái 900, cái 850. Hoa 900. Hoa 900. À đây, cái đậm. Hoa đậm. Hoa đậm hết rồi chị, còn hoa nhạt thôi. Hoa đậm ngọc hết, còn hoa nhạt thôi. Rồi em còn một cái hoa này. Rồi. Đó, em còn cái hoa này. Cái hoa này là 800.000. Chị Hoa Hương Nguyễn lấy cái hoa đậm này mà lấy cái này đi. Cái này 800.000. Cái hoa này form cực kỳ đẹp luôn. Chị Hương Nguyễn, cái hoa này cực kỳ đẹp luôn. 800.000 chị lấy cái hoa này đi. Cái hoa này có form cực kỳ đẹp luôn. Hoa này giá 800.000. Ba lô vàng giá 550. Chế nào muốn lấy thì lấy. Ba lô vàng giá 550. Ba lô vàng
cái này nó là ba lô mini nha, size chỉ có 22 thôi, giá 550. À, chế nào mà thích xài mấy cái túi bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh về thì mình lấy. Nè chốt cho chị Hương Nguyễn nè. Ba lô vàng mini nha. Cái này nếu nhà của ai mà có con gái độ tuổi trưởng thành mới lớn mà 14, 15 tuổi nó rất là thích đeo mấy cái túi này. Và cái màu của nó rất là trẻ trung, rất là dễ thương. Dạ. Và cái này nhìn rất là tin, rất là dễ thương nha, 550. Cái ba lô này của Ngọc là 550. 550. Dạ, ba lô vàng giá 550, chế nào thích mình nhất nha. Cái này Ngọc nói là bỏ cái gì á, cái đồ vô để cho nó dày lên đó. Vàng em lấy Huỳnh Thu kìa, vàng em lấy Huỳnh Thu rồi. Cái này của BB mấy chế. Cái này là của BB. Dạ, size 20. Dạ, bóp đeo chéo của BB giá 800 ngàn. Túi đeo chéo BB. Dạ, cái dây, cái BB này, cái dây đeo của nó cũng rất là xinh. Nè, nó còn siêu luôn. Mà cái dây xích như vậy nè. À, dễ thương quá trời luôn. 800 ngàn. 800 ngàn. Đeo chéo BB 800k. Em còn một cái đeo chéo của BB, Ngọc còn đúng có một cái duy nhất. Dạ, cái này ai lấy mình lấy dễ thương lắm luôn á. Nó là dây xích Tuyết Thanh Thùy Trang Nguyễn. Thùy Trang Nguyễn này lấy gì? Ở đâu? Rồi cái kem cổ nha. Hôm nay chắc là... Rồi kem cổ 850 một hộp nha. 850 một hũ kem cổ. Dạ, kem cổ. Dạ. À, trên live á, thì à, ai đã từng xài qua kem cổ rồi thì em không cần quảng cáo nữa. Còn chế nào mà chưa thì là Ngọc chỉ cho mấy chế cách xài kem cổ nha. Dạ. Có nhiều tình yêu thì cứ nghĩ rằng là kem đánh mặt mình đem xuống đánh cổ nó vẫn ok, nhưng mà thật ra là không phải. Cái nào nó dành riêng cho cổ thì nó sẽ có cái chức năng khác nhau và nó làm cái thành phần kem nó sẽ khác hơn cái thành phần kem mặt. Tại vì da cổ của chúng ta là bao giờ nó cũng sẽ dày hơn cái da ở trên mặt. Cho nên khi người ta chiết xuất ra những cái dòng kem này để xài riêng đặc trị cho vùng cổ thì nó sẽ hấp thụ tốt hơn là mình dùng kem đánh mặt mình đánh xuống dưới cổ. Có nhiều cái phần cái kem á đánh lên mặt nó không nổi mụn, nhưng mà khi đánh xuống dưới cổ nó lại bị nổi mụn. Nó ngộ vậy đó. Cho nên không phải rằng là rồi có nhiều người cứ nghĩ lấy kem cổ lên đánh mặt nhưng mà không ok, không được. Kem vùng nào mình đánh vùng đó thì nó sẽ có kết quả được tốt hơn. Và cái thành phần kem nha, kim kem cổ. Kem cổ này còn không có nhiều đâu nha mấy chị. Và kem cổ này em không có nhiều đâu. Kem cổ 850 ngàn một hộp. Trong thành phần kem cổ này nó có vitamin E, thành phần collagen. À, thành phần em không có đeo mắt kiến thì không biết. Nói chung là trong trong cái này nó chống lão hóa da, giúp sáng vùng da cổ, giúp săn chắc. Đánh kem cổ á, đánh kem cổ mấy chế chịu khó đánh lan xuống tới dưới vùng này cho em. Đừng đánh khoảng này không thôi, đánh luôn tới dưới đây, đánh luôn tới dưới đây. Dạ. À, mình đừng có sợ hao kem, tại vì khi mình đánh á nó sẽ không đều màu cái vùng cổ này. Mình chăm cái da mặt không mà mình không có chăm cái da cổ thì bắt đầu ở dưới đây là nó sẽ bị trùng. Da nó sẽ bị chảy xệ, bị trùng, bị nhăn. Rồi bắt đầu nó sẽ sạm da, xuất hiện nếp nhăn, đồi mồi, tàn nhang. Và nó trùng lại, nó nhăn nhíu lại. Và bắt đầu cái vùng da này nó sẽ bị da cám. Rờ vô nó sẽ không có mịn, không có mượt mà nó sần. Nó sần. Và bắt đầu dưới phần cổ của chúng ta bắt đầu nó sẽ chảy xệ. Tại vì mình lo mình chăm cái mặt không mà mình không có lo chăm cái phần này. Thì cái kem này nó rất là dễ xài. Đây, ở đây nó làm rất là dễ và mình nặng nè. Đây mấy chế, đây. Đánh lên rồi mình xức lên là cái kem nè. Đó, mình lấy một lượng kem vừa đủ thôi, mình nặng nó lên như vậy. Đó. Và cái kem này á mình bôi á nó không gây rít da đó. Chúng ta chấm vừa nha chị. Ví nào cái BB nào chị Thùy Trang Nguyễn chốt. Mấy chế, dạ mấy chế bôi. Bôi luôn, bôi lan xuống tới dưới cái này cho em. Xuống tới dưới chân ngực cho em luôn. Dạ. Thì là nó sẽ có tác dụng làm sáng vùng da ngực cổ
chống chảy xệ, chống nhăn, làm đều màu da của mình đó. Và chống lão hóa da cực kỳ tốt luôn. Cái sản phẩm này bôi đến đâu nó thấm. Cái túi 800 á. Cái túi 800 đâu? Cái túi đó bé xíu làm sao bỏ được cái ví được chị? Không, cái đó nó là túi đeo chéo, thì nó chỉ để điện thoại, để tiền thôi, chứ không bỏ một cái bóp. Cái nó là túi nhỏ mà làm sao bỏ được. Ngang nó có 20 à chị. Đây, phụ nữ chúng ta nên có một cái hũ này ở trong cái bàn trang điểm và xài buổi tối cho em. Mỗi buổi tối mình bôi một lần. Ai mà da cổ bị lão hóa nhiều quá thì mình bôi 2 lần cho em. Mình bôi 2 lần trong ngày, buổi sáng tắm rửa sạch sẽ bôi một lần, buổi tối trước khi đi ngủ bôi một lần. Nếu da cổ của chúng ta mà bị lão hóa nhiều thì mình bôi cái này cho em, thì nó sẽ cải thiện làn da nguyên ngô. Một hộp kem cổ tốt lắm, em nói nó tốt cực kỳ luôn, không có phải ấy đâu, xài ok dữ lắm luôn, xài cực kỳ ok. Mà có 850 à, cứ một ngày xài 2 lần. Nếu chúng ta không không có đi đâu á thì cứ sáng ngủ dậy bôi 1 lần, buổi tối trước khi đi ngủ bôi 1 lần. Và bôi tới đâu nó thẩm thấu tới đó và không gây rứt da. Cái kem cổ này của bên Trang em nó không gây rứt da. Nó làm cho cái da của chúng ta nó mịn và nó mượt dữ lắm. Xài chừng 1 tuần lễ thôi là mình thấy cái cổ của mình nó khác hẳn luôn. Dạ, cái hàng này nó là made in USA luôn nha mấy chế. Made in USA luôn, xài ok dữ lắm luôn. Dạ, chế nào mà chưa xài thì mình mua hũ về mình xài, xài tốt thì mình ủng hộ cho Ngọc Ruby. Xài tốt mình ủng hộ cho Ngọc Ruby, xài ok. Rẻ, nhà một hộp này mình xài được cỡ khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi mình mới hết nha. Dạ, 50ml cho một cái hộp này. Mà cái hộp này mọi người nhìn thấy nó đẹp ghê chưa? Trong đây nó có nhiều thành phần dưỡng da trong đây lắm. Dạ, 8 Phước Tường chốt 2 hũ. Dạ, cái này em không có nhiều đâu chị, hết hàng rồi. Hộp này em hết hàng rồi, em còn không có bao nhiêu hết á. Mấy chế chốt đi xong là phải 2 tháng nữa em mới có kem cổ nữa. Phải 1 tháng nữa, 1 tháng nữa. Kem cổ 850.000 một hộp. Hà Thanh một hộp kem cổ. Kem cổ 850.000 một hộp, xài bao ok luôn. Xài không đẹp tặng luôn hũ kem cổ luôn. Xài không đẹp em tặng mấy chế luôn hũ kem cổ luôn. Mấy chế xài đi. Hôm nay mấy giờ rồi? Kim Thi một hộp kem cổ. Hôm nay chắc lỡ ngày hôm nay chơi mấy này luôn đi, khỏi quần áo luôn đi cho rồi. Kem cổ. Hôm nay cái đồng hồ đâu rồi? Mấy chế Vĩ Khoa vui lòng inbox cho em xin số điện thoại luôn. Ai chốt hàng có số điện thoại mới chốt nha, không có số điện thoại em bỏ hàng qua một bên đó nha. Tại vì không có số điện thoại sao em chốt được. Rồi kem cổ. Kem cổ dưới còn bao nhiêu hộp vậy? Cứ chốt đi rồi một hồi không có đủ bán á. Rồi kem cổ. Dạ cái hộp kem cổ đẹp ghê luôn á, mà xài ok lắm luôn. Dạ mấy chế đừng có đánh mặt lên đánh cổ, đừng có lấy cổ xuống đánh mặt nha. Hai cái vùng nó khác nhau hoàn toàn. Dạ, da của ai dễ thì không nói gì, nhưng mà nếu da của ai mà dễ kích ứng á, mình đánh xuống là mình sẽ bị ngứa, bị đỏ, bị nổi mẩn đỏ lên nha, nó không hợp. Dạ, vùng cổ ra vùng cổ và vùng mặt ra vùng mặt. Dạ, nếu mà nó dùng riêng đặc trị cho vùng cổ thì nó sẽ làm những cái thành phần kem. Tại vì vùng da cổ của chúng ta nó dày đó, cho nên là khi dưỡng thì những cái thành phần này á, nó sẽ dùng riêng cho vùng cổ thì nó sẽ tốt hơn. Đừng có lấy cổ lên đánh mặt nha mấy chế. Đánh cũng được nhưng mà nó không ok bằng mình đánh cổ. Tại vì nó đã dùng riêng cho cổ rồi thì mình cứ để mình, thì mình cứ giữ nguyên như vậy, mình xài cho cổ thôi. Dạ 850, kem cổ rất là ok. Dạ em nói thiệt, em không có quảng cáo quá sự thật đâu, xài ok dữ lắm. Xài cực kỳ sướng luôn á, nghe lời em đi. Dạ mấy chế cứ toàn chăm cái mặt mà quên cái cổ, mà đánh cổ chịu khó đánh lan xuống dưới ngực cho em đi. Dạ đánh lan xuống dưới ngực để cho cái vùng da ngực của mình nó đẹp. Dạ à, cái vùng da ngực của mình mà bị lão hóa đó nó không có đẹp mấy chế. Dạ cái vùng da ngực của mình lúc nào nó cũng phải trắng trẻo hồng hàng và mịn màng là nó mới ok. Chốt Nga Kim. Xài ok lắm luôn á, nghe lời em đi. Xài cảm nhận được liền sau 3 ngày sử dụng. Sau 3 ngày sử dụng là chúng ta thấy cái cổ của chúng ta nó khác liền à.
da của ai mà lão hóa dễ biết lắm, mà mình rờ vô á nó không có mịn mà nó sẽ bị sần, và bắt đầu nó sẽ lấm tấm tàn nhang xuất hiện, và bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, và da ở ngay đây nè nó trùng lại, nó trùng lại và bắt đầu nó nhăn và nó da cám, nhìn thấy liền à mấy chế. Có nhiều tình yêu chừng 35 tuổi là mình đã thấy là mình bị trùng rồi. Nên chăm từ ở tuổi 30 trở lên là mình chăm cái da cổ, da ngực của mình. Thì khi mình 40 mấy tuổi là nhìn cái da của mình nó rất là đẹp. Nó không bị nhăn, nó không bị khô. À, cái gì cũng vậy, mình không cấp độ ẩm vô trong da của mình là da mình nó rất là dễ bị lão hóa nha. Rồi kem cổ em còn 10 hũ. Kem cổ Ngọc còn 10 hũ phải không con? 12. Kem cổ còn 12 hộp, ai chốt cho Ngọc đi. Xong mình qua kem phấn thông minh nha. Xong rồi mình qua kem phấn thông minh và kem cổ còn 12 hộp cuối cùng. Cái đôi dép ý này của Ngọc ngày hôm nay Ngọc có từ 37 cho đến size 40. Lan Phan Bình Phước. Ngọc có từ 37 cho đến 40 giá 870.000. Cái đôi này mọi khi Ngọc bán là 950 nha. Hôm nay Ngọc mua được rẻ, mình sẽ mua với giá có 870.000 thôi. Da nha, cái này nó bằng da. Và mọi người nhìn thấy cái đế của nó nè. Cái đôi dép ý này mang bao đẹp, bao bền. Hàng của Ý là yên tâm nha mấy chế. Dạ. Nguyễn Hiền một hũ. Dép ý em có từ 37 cho đến size 40. Mang bao đẹp mấy chế. Em không đẹp Ngọc tặng mấy chế luôn cái đôi dép kẹp này. Nè, chất lượng ghê chưa? Ở dưới có đôi nào 6,5 không, đem ra ngoài cho con một đôi đi. Có. Rồi. Một hũ kem cổ. Rồi Ngọc thấy rồi chị Nguyễn Hiền. Rồi ai muốn chốt dép ý chốt cho em nha. Không có màu khác Julian Trường, chỉ có màu đỏ thôi, mà màu đỏ đẹp mà em. Dép ý là 7 Hùng Nguyễn. Trời ơi. 6,5 á. Rồi. Rồi bây giờ còn có 38 cho đến 40 thôi mấy chế. Julian Trường em lấy đi, cái đôi này mang đẹp lắm luôn á. Bữa trước nó 950, hôm nay nó còn 870 là rẻ đó, rẻ hơn mọi khi 100, gần 100 ngàn á. Màu cực kỳ đẹp luôn. Mà nó nền của nó là nền da nha mấy chế. Cái đế của nó nè, chất lượng vô cùng luôn. Rồi, còn 37 cho đến 40. Mấy đôi à mấy chị ơi, không có nhiều đâu. Em còn có mấy đôi à, ai chốt dép thì chốt đi. Đẹp, quá trời đẹp. Rồi kem cổ em còn 6 hộp cuối cùng. Kem cổ còn 6 hộp cuối cùng. Chế nào muốn chốt mình chốt nha. 36 con hết rồi cô Vân ơi. 36 con hết. 36 con hết. Rồi kem cổ 8 hộp cuối cùng nha. Tình yêu nào có muốn mà lấy kem cổ mình chốt cho Ngọc Ruby đi. Rồi bây giờ em bán qua tới kem phấn thông minh nha. Em về 50 cây. Dạ 36 con không có. 36 em không có chị Châu Phương, Châu Sương ơi. Cô Châu Sương ơi, 36 con hết rồi. Đâu có size 6 à? Không, 7, 7, 5, 5. Cái đôi 6 rưỡi đứa nào mang chân 36 à? Con 36 à? Mờ vẻ 37 luôn à? Con lấy 6 rưỡi con ướm vô thử rồi coi nó chật hay là nó như thế nào vừa. Thì lấy size 7 chuyển qua thành 37 được cái đó cho cô Châu Sương. 36 rưỡi. Rồi dép thì còn có 38 đến 40. Hết 37 rồi. Kem cổ 850 chị. Kem cổ 850.000. Kem cổ 850.000 một hũ nha. Kem cổ 850.000 một hũ. 850.000 một hũ. Tình yêu nào muốn chốt thì chốt nha. Còn 6-7 hũ nữa là hết rồi. Em còn có 6-7 hũ nữa là em hết. Rồi bây giờ Ngọc bán qua kem phấn thông minh nha. Cây này thì chắc khỏi quảng cáo rồi nha mấy chế. Chỉ cho mấy chế một lần nữa cách xài. Cái này nó là 2 trong 1 nha mấy chế. Nó là dạng kem nén như vậy nè. Khi chúng ta xài cái này thì chúng ta không cần dặm phấn phủ lên trên. Nó vừa là che khuyết điểm mà là vừa là phấn luôn. 2 trong 1 trên một cái nền. Kem cổ 850.000 có kem sức trắng tây không chị? Kem dưỡng thôi nó... sorry. Tại vì mấy hàng sale thì thông thường là em mua ít có khi nào được đủ size lắm. Dạ yeah. Mua ít có khi nào được đủ size lắm. Rồi bây giờ cây kem phấn thông minh nè.
Thay vì bình thường chúng ta trang điểm, chúng ta sẽ đánh cái che khuyết điểm. Dạ, đánh mask up base là đánh kem lót, xong rồi đánh che khuyết điểm rồi mới đánh phấn lên. Thì cái cây này đó, nó là 2 trong 1. Mình chỉ cần dùng cái cây này mình nặng lên tí xíu rồi mình đánh lên trên cái mặt của mình 2-3 lần vậy đó. Dạ, xong bắt đầu chúng ta dùng cái cây bông phấn, chúng ta tán nhẹ nó ra cho nó đều màu cái gương mặt của mình, rồi là coi như là hoàn thành lớp nền trang điểm. Rồi mình chỉ đánh má hồng, kẻ chân mày, kẻ mắt, đánh son là ok. Dạ, một cái cây này của em là giá 500k một cây. Em có tông trắng, tông tự nhiên và tông nâu. Da của ai mà trắng á thì mình đánh tông trắng cho em, hoặc là da ai mà muốn đánh cái tông tự nhiên thì mình ghi giùm em tông tự nhiên. Hoặc là da của ai mà đen, đen thì nên lấy tông nâu, chứ lấy tông trắng đánh lên nó khác với lại cái màu cổ nhìn nó kỳ. Cho nên đối với ai mà da ngâm đen thì mình chốt tông nâu giúp em. Da của ai mà bình thường thì mình chốt tông tự nhiên. Mà nếu da của ai mà nó trắng rồi thì mình dùng tông tự nhiên là được rồi. Mà ai mà cần trắng nhiều thì mình chốt tông trắng cho em. Em có 3 tông, tông trắng, tông nâu và tông tự nhiên. Cây phấn này em nói thiệt là một tháng em bán chắc là mấy trăm cây. Tại vì nó đánh rất là đẹp mà giá tiền vừa phải, có chỉ có 500 ngàn một cây thôi. Và con số này mình có thể chấp nhận được. Nhưng mà phải nói, tuy giá tiền nó rẻ nhưng mà xài rất là đẹp. Chưa chắc gì một cây kem phấn của mắt mà nó đánh đẹp bằng cái cây này. Đây là hàng của Mỹ. Cây này là hàng nội địa Mỹ nha. 210 nè. Để đó con chốt cho, đừng có đưa xuống dưới đó. Nè, 210 nè. Tự nhiên nè. Phúc Hạnh nè. Cái này á, em nói thiệt là đẹp, đánh đẹp cực kỳ. Mấy chế bảo đảm xài qua trang, xài qua cái cây này rồi là mấy chế thích. Tại vì nó vừa có chống nắng mà rất tiện cho chúng ta trang điểm. Rất tiện cho chúng ta trang điểm là có nghĩa đánh cái này không cần dặm phấn, mà càng ra mồ hôi chừng nào là cây kem phấn này nó càng đẹp chừng đó. Thay vì nếu chúng ta ra mồ hôi là chúng ta phải dặm phấn phủ liên tục, nhưng cây kem phấn này xài mồ hôi ra chừng nào cái mặt chúng ta đẹp chừng đó. Tự nhiên nè. Rồi chốt đi mấy chế. Ai muốn lấy tự nhiên ghi tự nhiên, ai muốn lấy tông trắng chốt tông trắng, ai muốn lấy tông nâu chốt tông nâu cho em. Kem cổ có không shop? Dạ có chị, kem cổ em còn nha. Kem cổ 850. Nâu nè, nãy bên đây một cây nè. Hoàng Phúc nè. Nâu nè. Kem cổ em còn nha. Kem cổ còn 5-6 hũ gì đó. Ai muốn chốt kem cổ thì chốt. Dạ, cây kem phấn này á, dạ, mình thấy tưởng nó có 500 ngàn đánh nó không đẹp chứ mà ai dè đẹp không tưởng mấy chế. Che khuyết điểm cực kỳ tốt mà còn có chống nắng ở trong đây nữa. Đây là hàng nội địa Mỹ nha mấy chế. Hàng nội địa Mỹ và đánh siêu đẹp luôn. Phạm Hồng Diễm. Nè, tự nhiên nè. Xanh lý thận là một cây tự nhiên nè. Canh lý mini. Rồi, còn ai nữa? Còn ai chốt nữa? Dạ, cái này chỉ có 500k một cây thôi. Dạ, rẻ bèo nhưng mà đánh đẹp không tưởng luôn. Đẹp lắm. Nguyệt đạo kem. Dạ, của Mỹ chị. Trang của Ngọc là chuyên vàng. Nè. Kem cổ hàng của Mỹ nha. Bên Trang của Ngọc là chuyên về hàng Mỹ nha. Dạ em chuyên hàng Mỹ thôi. Dạ hàng của em là hàng có sẵn. Dạ ở Mỹ đưa về tới Việt Nam mới like, chứ không like ở Mỹ, nên mình nhận hàng rất là nhanh. Ai ở khu vực Sài Gòn nhận hàng cấp kỳ luôn. Nhận hàng trong nửa ngày là có hàng hết à. Ai ở xa thì 1.5 đến 2 ngày mình nhận. Rồi, cái này rất là tiện cho chúng ta trang điểm, nhất là những ai mà đi làm á thì cần nên mua cái cây này. Tại vì biết sao không, buổi sáng á mình dậy mình trang điểm nhiều bước quá nó rất là mất thời gian. Hoa lý một, nó rất là mất mất thời gian. Hân Ngô nữa nè. À, tại vì nếu mà mình trang điểm nhiều bước quá nó Vân Thanh ở đây á con, nó mất thời gian của chúng ta rất là nhiều. Trong khi đó mình đánh có một cây này rồi mình đánh son kẻ chân mày, rồi đánh mắt rồi ok. Đơn giản thôi, không cần dặm phấn phủ. Và đặc biệt cây này ra mồ hôi chừng nào nó đẹp chừng đó. Nó rất là ok vậy đó. Ra mồ hôi chừng nào đẹp chừng đó. Sướng vậy đó. Đầm Ngọc đang mặc. Dạ cái này không phải cái đầm chị. Cái áo. Rồi kem cổ còn 4-5 hũ à. Ai còn muốn chốt thì chốt cho Ngọc đi. Cái kem cổ này còn có 4-5 hũ à. Chốt đi mấy chế. Ai làm thâm này nọ rồi. Làm thâm đi. Chuẩn bị bốc thâm á.
xuống. Ai mà chưa chia sẻ cho Ngọc mình chia sẻ đi. Chút xíu nữa mình sẽ có một cái phần quà này nè. Hôm nay em tặng cho chương trình livestream của mình hai bộ sản phẩm này. Không cần chị, đánh cái này thôi khỏi chống nắng chị. Mình muốn mình nhưng nếu mà mình đi du lịch biển á thì mình cần xài chống nắng, còn nếu mà mình đi di chuyển bình thường á, không đi biển á thì là không cần đánh chống nắng nữa, tại vì cái này nó cũng có chống nắng luôn. Nhưng nếu mà chúng ta đi biển thì chúng ta nên lót một lớp kem chống nắng phía dưới thì nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu chúng ta bình thường di chuyển bình thường thôi, không đi những cái vùng mà nào mà nắng gắt quá thì cái cây này là nó đủ rồi. Chia sẻ nha mấy chế. Áo ngọc mặc hết hàng rồi chị. Áo ngọc. Dạ, một bộ sản phẩm là một cái hũ kem cổ và một cái cây kem phấn thông minh. Hôm nay Ngọc tặng tới hai phần quà lận. Đơn giản thôi, mình chia sẻ đi. Kem mặt này nè. Điên quá, kem mặt nè. Kem thoa có trắng hả em? Kem cổ thoa trắng hả em? Dạ, kem cổ dưỡng da, giúp sáng vùng da cổ, giúp mịn màng và không bị nhăn. Thêm một kem cổ. Kem cổ á, là bôi á, là nó giúp săn chắc vùng da cổ của mình. Da cổ mà chảy xệ á, là dễ biết lắm, là bắt đầu nó nhám, bắt đầu nó xuất hiện nếp nhăn li ti và da nó sẽ bị trùng. Hôm nay không có chơi lô tô, hôm nay mình sẽ bốc thăm may mắn thôi. Lô tô nó hay bị trùng, có nhiều chế không thích, cho nên hôm nay bốc luôn. Nguyệt đạo kem cổ, hôm nay bốc luôn, bốc trúng nít ai là chế đó hưởng thôi. Chúc bốc trúng nít của ai, mà hãy bốc trúng nít của người nào mà người đó chưa chia sẻ là không có được quà đâu. Dạ, bốc trúng nít của ai mà chưa chia sẻ là coi như bị rớt lại cái phần quà đó cho người khác á. Cho nên là Hoàng Phúc là cái công tông nâu đưa lại đây đi. Có một đơn à. Ủa cái hôm kem cổ của chị chốt mà. Hà Lâm, chị mua đồ mấy năm nay. Một năm mua cỡ mấy chục triệu mà có thấy được tặng gì đâu. Lát được tặng kem, lát nữa được tặng. Nè đổi chị đi. Lấy cái tông nâu lại. Rồi, đổi lại rồi. Nguyệt đạo nè, chốt chưa? Rồi. Chốt đầm. Hôm nay chốt cái gì? Rồi em chốt rồi. Hôm nay chốt cái gì là cho nó đi cái đó. Ngày nào chốt đầm thì đi đầm, ngày nào chốt kem đi kem. Chứ mấy chế đừng có đợi hôm nay rồi ngày mai chốt cái gì thì nhập đơn là em hay quên lắm nha. Ngày nào cho đi ngày đó đi cho nó tiện mấy chế. Dạ. Rồi cái cây kem phấn này là mình có tông nâu, tông trắng, tông tự nhiên. Tông nâu, tông trắng, em nằm vạ. Chết tôi luôn. Rồi tông nâu, tông trắng, tông tự nhiên nha. Dạ cái này rất là tiện cho mấy chế nào mà đi làm á. Cái này á, ra mồ hôi chừng nào nó đẹp từng đó nha. Nó thấm mồ hôi rất là ok. Chứ còn thông thường mà mình đánh che khuyết điểm, mình đánh phấn lên ra mồ hôi, mình dặm phấn liên tục lên cái mặt của mình nó dễ bị mốc. Còn cái này không có đâu. Đánh cái lớp nền trang điểm đẹp lắm nha. 500k thôi. Giá rẻ nhưng mà xài ok cực kỳ luôn. Dưỡng da kem vùng cổ ngực này của em còn 3 hộp á. Chế nào còn có nhu cầu muốn lấy thì mình chốt luôn cho em đi. Và cái kem cổ này em còn 3 hộp nè. Rồi đợt này hôm bữa trước có nhiều người hỏi thuốc đau bao tử á, thì hôm nay là cái đau bao tử của em nó về nè. Mấy giờ nè mấy đứa? Mấy giờ? Dạ tôi hỏi mấy giờ. Trong cổ nằm trên kia kìa. 12 giờ. Hai kem phấn một cổ nha. Rồi ok chốt cho bạn Ngôn. Rồi cái này là thuốc đau bao tử nha. Nhưng mà cái này á, mấy chế vui lòng chốt giùm em một set luôn. Một set này nó gồm có 3 liệu trình uống đau bao tử nha. Trong cái liệu trình đau bao tử này á, mọi người nhìn thấy là một hộp này là nó có 14 viên.
Khi mà mình dùng đau bao tử, mình chịu khó uống một cái liệu trình cho em, một liệu trình, hai liệu trình và ba liệu trình. Mình uống một lần một liệu trình là một hộp này nó là 14 viên, một ngày dùng cho Ngọc một viên là ok. Một ngày dùng cho em một viên là ok rồi, và uống liên tục cho em 14 ngày rồi là mình ngưng. Khi nào mình đau lại thì mình dùng tiếp nha, còn nếu không đau thì mình cứ giữ đó hoặc mình mua về mình chia cho gia đình. Một liệu trình trị đau bao tử là một hộp này. Nhưng mua giùm em là một set nha. Em không có bán rời. Cái này tách rời ra rất là khó bán cho nên mua nguyên set giùm em. Trị đau bao tử siêu ok luôn. Siêu ok luôn. Em nói thiệt, xài tốt dữ lắm luôn. Nhớ khi mình uống nha, mình lấy một hộp ra mình uống cho một cái liệu trình. Dạ cái này ai mà ăn bị ợ chua đầy hơi này. Rồi, 850 ngàn một set đau bao tử 3 hộp như vậy. Dạ đợt này mình mua được giảm giá cho nên là chỉ có 850 3 hộp. Uống tốt lắm luôn mấy chế. Nếu như gia đình của chúng ta, nếu ai mà có bị triệu chứng đau bao tử, ở chua đầy hơi, ăn khó tiêu hay đau, đau bao tử là một cái căn bệnh rất là khó chữa nha mấy chế. Mà cái dòng thuốc này em thấy là khách uống khen dữ lắm. Quanh Lê một kem cổ một tự nhiên. Nè, một kem cổ một tông tự nhiên. Đây mấy chế, dạ chốt giúp em một set 850. À, mỗi một lần mình uống thì mình lấy ra một hũ này mình uống cho em. Dạ uống một ngày một viên. Nguyễn Nga một set nè. Một hộp này nó có 14 viên, mình dùng cho em 14 ngày và mình uống cho em trước bữa ăn. Uống cho em trước bữa ăn 15 phút nha mấy chế. Xong sau đó chúng ta ăn đồ ăn. Dạ, cái hũ này mình uống cho em là 14 ngày, mỗi ngày một viên. Dạ, một liệu trình chúng ta uống 14 viên là được rồi chị. Một liệu trình chúng ta uống liên tục 14 ngày, chứ đừng uống một bữa, 7 bữa sau mới uống, không có hết đau bao tử mà nó đau thêm nha mấy chế. Dạ, uống thuốc là mình cần phải cái chế độ đều đặn nha. Cho nên là uống cho em vào buổi sáng, trước ăn sáng 15 phút là ok nhất. Rồi, xong sau đó chúng ta ăn. Cái này nó là kháng sinh trị đau bao tử cực kỳ tốt luôn. Cái thuốc này em đánh giá nó là ok cực kỳ luôn. Và mua giúp em nguyên một set đau bao tử này với giá là 850 ngàn. Dạ em bán nguyên set, em không có bán lẻ nha. Nhà của ai mà giống như gia đình có người thân bị đau, hoặc là mình có thể mua mình dự trữ. Tại vì ai mà bị đau bao tử là em thấy là gần như là nó kinh niên luôn. Uống nó giảm đau vậy chứ nó không có hết đâu mấy chế. Cái này em nói thiệt, tại vì em cũng là người bị đau bao tử. Em uống thì nó êm được cho em cỡ 2-3 tháng rồi xong nó cũng bị lại. Nhiều khi không biết làm sao á, chứ mà cái bệnh đau bao tử phải nói là cực kỳ khó trị luôn. Dạ, cho nên là em thấy cái này uống thì nó ổn cho mình. Có khi nó ổn được 6-7 tháng, có khi nó... Cái này trị trào ngược dạ dày luôn nè chị. Trị đau bao tử, trị trào ngược dạ dày, ở chua, khó tiêu. Dạ. Nói chung là cái này những cái gì mà liên quan đến dạ dày là nó trị được luôn. Một ngày dùng cho em một viên và uống liên tục 14 ngày rồi mình ngưng nha. Dạ chứ đừng có uống 28 ngày là không được đâu nha. Tại vì liệu trình trị đau bao tử này mình chỉ nên dùng 14 ngày là mình ngưng. À, dạ mình ngưng cỡ khi nào mình đau lại mình hãy uống, chứ còn thường 14 ngày là nó êm rồi. Dạ 14 ngày là nó êm rồi chứ không cần dùng nhiều đâu mấy chế. Dạ cái này trị đau bao tử siêu ok luôn. Trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày, dạ ở chua khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng. Dạ cái này nó đặc trị hết cho mình. Hay lắm luôn nha. Dạ 850 ngàn nguyên một set, nó 3 liệu trình. Nguyên một set này Lâm Mỹ Hoa một set. Dạ cái này em có 10 set. 10 set hay 15 set vậy? Một set đau bao tử là 850 mấy chị. 850 thôi, uống tốt lắm mấy chị. Nhớ uống bao tử giúp em là uống liên tục 14 ngày rồi mình ngưng nha. Đừng uống 28 viên nha. Dạ uống 14 viên cho 14 ngày là ok rồi. Ai mà mua thuốc bao tử mà mình còn lăng tăng chưa biết cách uống như thế nào thì gọi điện thoại cho Ngọc, Ngọc tư vấn kỹ hơn nha. Cái đau bao tử này nếu mà ai nhận thuốc rồi mà còn lăng tăng chưa biết cách sử dụng thì gọi cho Ngọc, Ngọc chỉ cho cách uống. Gọi cho Ngọc, Ngọc chỉ cho cách uống nha. 850 một set, 3 hũ. Dạ một hũ là mình dùng cho một lần. Lần là một liệu trình là mình dùng một hũ này. Hũ này 14 viên, chia đều ra mỗi ngày viên viên và kéo dài 14 ngày. Mình uống liên tục thì cái thuốc nó sẽ hấp thụ tốt hơn nha. Chứ đừng có uống bữa đực bữa cái là đừng uống. Phí tiền nha mấy chị. Rồi, cất nó lên đi. Rồi xong chưa?
cái ly lùng này. Cái ly lùng này á em, mấy cái? Cái ly giữ nhiệt lùng này của Ngọc, Ngọc còn 2 cái nha. Cái ly này Ngọc còn 4 cái, giá 500 ngàn. Bữa trước nó tới 600 ngàn á, thì hôm nay nó còn chỉ có 500 ngàn à. Em còn 5 cái ly giữ nhiệt này. Chế nào mình muốn mua ly giữ nhiệt nóng lạnh thì mình chốt đi. À, mấy cái ly này bữa trước nó tới 600 ngàn một cái lận á. Hôm nay 500 ngàn một cái, rẻ quá trời, mình chốt đi. Hôm nay chỉ có 500 ngàn một cái, quá trời rẻ luôn. Cái này giữ nước nóng lạnh siêu ok luôn, từ 6 đến 8 tiếng. Dạ, ly lùng này là 570ml nha. Ly lùng này là 570ml. Dạ, rất rất là ok. Rồi, cái ly đen này em còn một ly nha. Chế nào muốn xài ly đen thì mình chốt ly đen này 550. Đẹp ghê chưa? Một cái ly đẹp như vậy mà chỉ có 500. Ly đen này dung tích nó tới 710ml nha. Cái ly đen này là dung tích 710ml. Cái ly lùng này là dung tích 570ml. Dạ, ly nào cũng giữ nhiệt nóng lạnh siêu tốt luôn. Chốt cho chị Hà Lâm ly lùng một cái nè. 500 ly hôm nay Ngọc bán đồng giá 500 nè. Đưa xuống. Đưa. Con giữ 2 cái thôi. Em còn có mấy cái ly à. Chế nào mình muốn dùng ly thì mình chốt đi. Cái này uống nước lạnh, nước nóng nhiệt. À, nó giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Đi chơi xa mà chúng ta dùng mấy cái ly này chúng ta uống thì thôi tuyệt vời luôn. Ly đen cao hoàng phượng nè. Em có cái ly này đẹp ghê chưa? Ly này thì cái mẫu này ly cao ngọc, cho Mai Lê một ly. Ly đen nó còn không? Không, có cao. Ly cao nè. Ly cao gọi là Mai Lê. Lấy cái ly vàng cho Mai Lê đi. Đẹp quá. Ly lùng này Ngọc còn 3-4 cái nữa. Ly xanh mình còn không? Rồi, cái ly xanh này em có một cào, còn một cái nha. Ly xanh Ngọc còn một cái. 500k à. Bữa trước mấy cái ly này là 600 ngàn một cái không á, chứ không có 500 đâu. Hôm nay là rẻ đó. Ly xanh 500k. Ly xanh này là dung tích của nó là 600ml. Ly xanh đẹp ghê. Trần vỏ ly lùng. Ly lùng là 570ml. Đẹp lắm. Trời, mấy cái ly này nhìn cưng ghê luôn á. Mình dùng những cái ly này để mình dùng những cái thức uống cần giữ nhiệt nóng lạnh. 500k một ly. Ok lắm luôn nha. Rồi, cái ly xanh này Ngọc còn một cái. Rồi, cái ly bầu này đẹp ghê chưa? Em cưng cái ly này ghê luôn á, có 500 ngàn à. Ôi, cái ly này nó đẹp ghê chưa? Dạ, cái ly này cực kỳ đẹp, mấy chế chốt đi, có 500k cái ly này. Chất lượng dữ lắm luôn. Mình xài hả? Ủa, cái ly này còn 2 cái. Mình xài ly thì mình dễ chùi rửa hơn nha mấy chế. Dạ, cái ly này nó giữ nhiệt nóng và lạnh cho mình được tới 8 tiếng. Đi cao nè. Rồi, mẫu này mình còn một cái. Mẫu này em còn một cái. Dạ, mẫu này Ngọc còn một cái. Nguyễn Nga, cái ly xanh này còn một cái. Cái ly xanh này đẹp ghê luôn á. Ai muốn chốt ly xanh mình chốt đi. Cái ly xanh này còn đúng một cái cuối cùng. Cái màu của cái ly xanh này cũng đẹp nữa. Vân Hồng ly lùng. Ly xanh này còn có một cái à. Ai muốn lấy đi. Cái ly xanh này cái màu đẹp quá trời luôn. Ít khi nào nhập được cái màu đẹp như vậy á. Rồi, cái ly này của Ngọc là đẹp ghê chưa. Ly này nó tới 710ml lận. Ai mà cần giữ nước nóng lạnh mà nhiều nước á thì mình dùng cái này. Lê Lữ Hoàng chốt ly xanh. Rồi, cái ly này còn một cái nha. Cái ly này thì cái đít ly nó hết rồi. Rồi, mẫu này 500 ly giữ nhiệt đồng giá. Ly giữ nhiệt đồng giá 500 hết. Ra, bây giờ cái lùng này còn một cái cuối cùng nè. Cái lùng này còn một cái cuối cùng nè. Chế nào chốt ly lùng mình lấy. À, ly lùng này á, là giá chỉ cái ly lùng này là 570ml. Ly lùng này là 570ml. Ly lớn này là 710ml. Cái ly này là 710ml. Nếu chúng ta cần giữ nhiệt nóng lạnh mà cần cần cái dung tích lớn để mình chốt cái ly lớn. Dạ. Đó, cái này cũng đẹp hết. Rồi, bây giờ mình tới hôm nay toàn bán những sản phẩm làm đẹp cho chị em phụ nữ của chúng ta. Rồi, bây giờ bán tới kem body dưỡng da, trắng da, mịn da nha, tái tạo da. Cái này lâu lắm rồi mới về hàng nha.
hôm nay mới bắt đầu bán lại nha mấy chế. Rồi hộp lớn 580. Hà Lâm ly lớn. Ly đó, ok. Body dưỡng da, chống lão hóa da, giúp sáng da, mịn da. À, da của ai mà bị da cám, da không có được mềm mại, da khô, à, da sần. Bôi cái này, dạ cái này bôi giùm em toàn thân nha. Cái CeraVe này hồi nãy nếu ai mà mua cái kem tẩy tế bào chết á thì tẩy cho em xong rồi mình bôi cái này hàng đêm, em đảm bảo mấy chế sẽ có một cái làn da tuyệt vời luôn. Dạ, hũ nhỏ là 380.000, hũ lớn là 580.000. Một hũ lớn này nó cả ký lận nha mấy chế. Nếu như ai mua không ngán tiền thì mình xài luôn hũ lớn này cho em. Hũ lớn này mình xài cỡ 4 tháng, 5 tháng mới hết một hũ. Dạ, cái sản phẩm này tuyệt vời dữ lắm mấy chị. Dạ, sản phẩm này bôi lên da mình đẹp da dữ lắm luôn. Dạ, bôi lên da mình sẽ có một làn da mịn màng như làn da em bé vậy đó. Tẩy tế bào chết. Còn cho nó đi. Lấy đỡ của chị Khương Hường qua, hồi nãy còn hũ á. Còn á, lát kêu nó đem qua. Lấy đỡ của ai đi rồi lát kêu đem qua. Hũ lớn một tẩy tế bào chết body. Oanh Lê nè, con nốt đi một hũ lớn. Hũ kem lớn là một tẩy tế bào chết. Kem hũ lớn là 580, cái này buổi tối bôi rất là mịn nha. Da của ai mà Vân Thanh body lớn. Mình muốn dùng cái dưỡng cho nó đẹp da đó, mình tẩy tế bào chết xong rồi mình bôi cái dưỡng da này lên. Dạ, cái dưỡng da này nó hấp thụ kem ghê gớm lắm luôn nha. Dạ. Ly giữ nhiệt, chị muốn lấy ly cao hay ly lùn? Chị muốn lấy ly cao hay ly lùn, chị Nguyễn Thị Thủy? Chốt hũ lớn cho Nguyễn Kiều này, Nguyễn Kiều này, Nguyễn Kiều Phú. Kiên Giang. Cái gì Kiên Giang? Kiên Giang, cái chị đó, cái tàu đó. Không phải, đây mũi... Ủa? Ủa rồi cái hình mà áo đỏ cũng Kiên Giang luôn hả? Ủa gì kỳ vậy? Đứng nghe mũi tàu mà đầm đỏ, cái đầm đỏ này, cái tàu. Còn này áo xanh nữa cũng lập chỉ luôn hả? Đây nè. Cô nhận gì vậy cô? Áo đỏ mà. Đâu phải đâu, áo xanh nè. Áo đỏ. Đỏ đâu đỏ nè, tụi bay nhìn nè. Hồ Nguyễn Kiều nè mà áo xanh nè. Áo đỏ mà, cái này áo đỏ. Áo đỏ mà. Cái gì? Kem trắng da, dạ có chị, nhưng mà nó không có trắng nhiều đâu. Ca lớn nè chị, ca lớn nó có màu vàng với nó có màu trắng, chị muốn chốt cái nào? Nó có màu vàng với nó có màu trắng, chị muốn chốt màu nào? Rồi rồi rồi, thấy rồi, Kim Thoa chút xíu nữa nhân viên Ngọc sẽ gọi chốt đơn bây giờ đó. Nè, hai loại Ngọc còn hai mẫu này thôi, một cái màu vàng với màu trắng nha. Ai muốn chốt vàng thì chốt vàng, ai muốn chốt trắng thì chốt trắng. Ủa cái chị Nguyễn Thị Thủy gì nãy tụi bay chốt màu gì vậy? Đưa cái nhỏ ly xanh, ly trắng này đi. Đó, Kim Thoa hồi lúc nãy cô chốt đó. Rồi cái ly này mình còn một body lớn Nguyễn Kiều. Rồi body này á, hũ nhỏ 380, hũ lớn 580. Trắng nè, chốt cho trắng nè. Áo Ngọc Mận không có hàng, chị Tuyết Trương ơi, hết hàng rồi. Rồi cái ly vàng, đưa cái trắng nó lên đây. Rồi cái ly này mình còn có 4-5 cái nữa là hết rồi. Cho mình một bình giữ nhiệt, chị Nguyễn Thị Thùy, Ngọc thấy rồi. Nhưng mà chị chốt ly dày không có, hôm nay không có dày. Nè nè, hồi nãy có chốt cho chị Thanh Lam này, xét kem đánh răng không vậy? Được. Còn không vậy? Chốt chỉ đi còn nè. Chốt một xét đi. Rồi cái ly này là còn hai cái ly vàng và hai ly trắng giá 500.000 nha. Chế nào muốn chốt thì chốt. Nè 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 nè, xuống xuống. Rồi cái kem body dưỡng da này á, là còn hũ lớn và hũ nhỏ nha. Hũ ai ngán tiền thì xài hũ nhỏ thôi, còn ai không ngán tiền thì xài hũ lớn cho nó lợi nha. Dạ, còn nếu không thì mình xài hũ nhỏ. Hũ nhỏ thì xài cỡ khoảng 2 tháng rưỡi, hũ lớn thì xài cỡ 5 tháng. Ai ngán tiền. Đây nè, Nguyễn Kiều này nè, Nguyễn Kiều áo đỏ nè. Đây nè bà nội, đi lên đây nè. Còn Nguyễn Kiều này là Nguyễn Kiều mặc áo xanh nè. Đây nè, thấy chưa, hai cái Nguyễn Kiều nè.
Trời ơi, Nguyễn Kỳ áo đỏ tại có cái dấu cái không hình. Phải cái này áo cái khác nè, cái đậm đỏ đó nè, cái nè, cái đỏ nè, cái đỏ đó tại vì nó có dính cái camera này, cô thấy không, nên là nhìn thấy thành màu xanh đó. Cái này khác nha, mày chọc vô đi nè, thấy chưa cô này màu đỏ đúng rồi. Rồi nha mấy chế, 300 380 với 580. Dạ. Kem giãn tĩnh mạch này của em còn nhiều nha, chế nào muốn chốt. Giãn tĩnh mạch với đông trùng hạ thảo em còn nhiều lắm nha mấy chế. Giãn tĩnh mạch chân là đi đứng rất là khó khăn nha. Và ai mà giống như là đi đứng khó khăn do bị giãn tĩnh mạch, nó bị nhức chân, đau chân á, bôi cái giãn tĩnh mạch này mỗi một buổi tối cho em là nó sẽ giảm cho chúng ta cái triệu chứng đau nhức đó rất là nhiều. Đa phần mà phụ nữ mình á, càng lớn tuổi là cái chân của mình nó càng bị đau. Thì mua cái tiếp kem bôi giãn tĩnh mạch này đi, rất là tốt cho đôi chân của mình luôn á. Rất là tốt cho đôi chân của mình. Dạ, 260.000 một tiếp. 260.000 một tiếp. Ai muốn chốt nữa thì cứ chốt nha. Cái mẫu này Ngọc còn rất là nhiều. Cái mẫu này Ngọc còn phải khoảng 40 tiếp nữa đó. Giãn tĩnh mạch là Ngọc nhập về tới 100 tiếp lận, cho nên là bao la luôn mấy chế. Cứ việc chốt thoải mái. Còn 40 tiếp nữa nha. Cái sản phẩm này rất là tuyệt vời cho đôi chân của chúng ta nha. Ai mà di chuyển khó khăn đau nhất, kem phấn màu trắng. Kem phấn cũng có luôn, ai cứ chốt cái gì một giãn tĩnh mạch nè, Lan Phan nè, Bình Phước nè. Bạn Ngô hai tiếp nè. Rồi. 12 rưỡi xuống nha. Kem phấn nè. Kem phấn vẫn cứ chốt đi, trắng nè. Kem phấn là mình có 3 tông, tông trắng, tông nâu, tông tự nhiên nha. Ai muốn chốt tông nào mình lên mình báo với em. 260 một tiếp chị Nguyễn Thoa ơi, giãn tĩnh mạch 260 một tiếp nha, chứ không phải 250, 260 một tiếp. Giãn tĩnh mạch 260.000 một tiếp. 260k một tiếp nha, còn 40 tiếp nữa. Dạ. Cái chân của chúng ta mà bị giãn tĩnh mạch là đi đứng rất là khó khăn, đứng lên ngồi xuống khó khăn, không đi cầu thang được luôn á, nó đau ghê gớm luôn á. Bôi cho em, bôi phía đằng sau nhiều hơn phía đằng trước nha, bôi ngay cái nhượng chân á, bôi từ bắp chuối chân đi lên tới phía đùi. Dạ, bôi một lớp mỏng buổi tối trước khi đi ngủ. Bôi những cái vùng nào mà nó bị nổi gân, vùng nào mà bị đau là nó sẽ giúp cải thiện cho chúng ta rất là nhiều. Rồi, cái đông trùng, ây da. Đông trùng hạ thảo của Ngọc là Ngọc có hàng nha mấy chế, và vẫn còn hàng. Đối với cái sản phẩm đông trùng hạ thảo này á, là rất tốt cho nam và rất tốt cho nữ. Ai mà huyết áp lộn xộn á, hay lên xuống thất thường thì dùng cái đông trùng hạ thảo. Dạ, son hồng này của em không có hàng. À quên, son hồng này không có, không còn hồng này đâu. Hết hồng rồi. Cái này nó là màu đỏ, đỏ hồng. Dạ, hết rồi chị. Cái son màu, son của em cái màu này đó là màu hồng. Không còn hàng chị. Vài bữa nữa mới có. Làm thâm đi. Đông trùng hạ thảo tốt cho sức khỏe, tăng cường tuổi thọ, bổ thận, tráng dương. Còn nè, son đỏ nè. Cái màu của em là màu hồng, không phải màu đỏ. Màu hồng của em đang hết hàng rồi. Màu đỏ cam thì em còn, nhưng mà hôm nay á em không có bán son. Son nó chưa có về đủ cho nên em chưa có bán chị. Vài bữa nó đi, vài bữa nữa son của em mới về đủ 100 cây thì em mới bán nha. Chốt cho Lê Phương thêm 1 cây, một tiếp giãn tĩnh mạch nữa rồi. Cái thuốc đông trùng hạ thảo này á, nếu như mà nam giới mà bị suy giảm khả năng tình dục, mình dùng cái này á là mình cũng cải thiện nha. Và yếu sinh lý á, và nam giới mà bị yếu, bị suy giảm khả năng tình dục thì mình dùng cái này nó cũng cải thiện cho mình rất là nhiều. Hỗ trợ huyết áp, điều hòa huyết áp. Chắc không lên like đầm được rồi chị. Em sắp xuống rồi. Mai like đầm đi chị. Hôm nay em like linh tinh nó hết thời gian rồi.
tăng cường tuổi thọ, chống đột quỵ, điều hòa huyết áp, chống rối loạn tiền đình. Nói chung là cái này nó là thuốc bổ rất tốt cho sức khỏe của mình nha. Cái nếu gia đình của ai á mà có ba mẹ mình lớn tuổi á, mình dùng cái này đi rất là tốt. Bản thân mình uống cũng được, chồng mình uống cũng được, con mình uống cũng được. Cái này nó là thuốc bổ cực kỳ tốt luôn. Dạ, hàng này là hàng em nhập từ Mỹ về cho nên là mấy chế yên tâm uống nha. Ok, dữ lắm luôn. Đông trùng hạ thảo chỉ có 600 ngàn một hộp, ngày một viên cho em. Dạ, ngày một viên. Uống cải thiện sức khỏe một cách đáng kể luôn. Cải thiện sức khỏe của mình một cách rất là hữu hiệu luôn. 600 ngàn một hộp. 600 ngàn một hộp nha. Rồi, làm thâm xong hết chưa? Thuốc đau bao tử là em vẫn còn nha. Đau bao tử là Ngọc vẫn còn á. Rồi cái thùng tẩy trang này của em còn có chị Hương Vĩ, Hương Vũ chốt đông trùng hạ thảo hả? Chị chốt son đỏ không? Nếu chị chốt son đỏ thì Ngọc có sẵn, mà chốt son màu hồng thì hết hàng. Ngọc chốt cho chị một cây son màu đỏ cam nha Hương Vũ. Son đỏ cam này đánh siêu đẹp luôn. Với lại một hũ đông trùng hạ thảo nha. Em lấy cho chị một hũ đông trùng hạ thảo và một cây son đỏ. Dạ uống được chị, 15, 16 tuổi còn uống được nữa chứ không chi 28 tuổi. Dạ cái này nó từ 10. Dạ, rồi ok, chốt đông trùng hạ thảo. 14 tuổi trở lên là mình dùng được rồi, tại vì nó là thuốc bổ thôi chứ nó không phải là thuốc đặc trị gì hết nha. Tốt cho sức khỏe lắm. Nó tăng cường tuổi thọ. Son 300 ngàn một cây. Son lì 300 ngàn một cây, màu đánh bao đẹp luôn. Dạ 90 viên, một ngày dùng một viên. Cái này mình dùng được 3 tháng. Nếu như ai cần cải thiện sức khỏe nhiều, mình dùng cho Ngọc một ngày 2 viên, sáng một viên và chiều một viên. Còn nếu như mà mình dùng lâu dài, năm này qua năm nọ thì ngày một viên là đủ rồi. Nhưng mà theo như em chỉ cho mọi người cách sử dụng đông trùng hạ thảo là 3 tháng đầu tiên nên uống một ngày 2 viên. Sau 3 tháng mình uống một ngày một viên là ok rồi. Tại vì mình uống hàng ngày là nó đủ để hấp thụ rồi. Phương Hoàng chốt cái tẩy trang hay là chốt cái gì? Tẩy trang giá 700 ngàn một thùng. Tẩy trang 700 ngàn một thùng nha. Một thùng tẩy trang này là 700 ngàn. Còn đông trùng hạ thảo là 600 ngàn. Ngọc chỉ cho mọi người uống đông trùng hạ thảo. Có đỏ tươi chị? Có. Có đỏ tươi đẹp lắm luôn. Son này là made in USA luôn nha. Son này là made in USA. Chốt luôn nè Hương Vũ nè. Thuốc chị. Rồi chốt cho Phương Hoàng một hộp đông trùng hạ thảo. Chỉ cho mọi người cách dùng đông trùng hạ thảo nha. 3 tháng đầu tiên dùng cho Ngọc một ngày 2 viên. Tháng thứ tư trở đi Ngọc dùng một ngày một viên thôi. Tại vì nếu lúc đầu tiên Võ Hùng chốt hai lọ đông trùng hạ thảo. Không có. Ai là khách mới cọc cho Ngọc 500 ngàn nha mấy chế. Khách mới cọc cho em 500 ngàn nha. Khách cũ khỏi cọc. Khách mới cọc 500 ngàn em mới cho hàng đi nha. Nhiều người ta không thích để hình nền thì cứ gọi chuyển khoản rồi mình gửi hàng đi thôi. Không có là thôi xả ra chứ có gì đâu con. 3 tháng đầu tiên uống cho em một ngày 2 viên, sáng một viên chiều một viên. Tháng thứ tư trở đi dùng một ngày một viên vào buổi sáng là ok rồi chị. Dùng một ngày vào buổi sáng là ok rồi. Dạ đông trùng hạ thảo 600 ngàn một hộp. Một hộp này là 90 viên. Nếu mà chúng ta dùng một ngày, Hoàng Phúc cho chị hai đông trùng nhé Ngọc. Dạ ok, Ngọc chốt cho chị đông trùng hạ thảo hai hộp. Nãy lấy phấn rồi, giờ lấy thêm này, như chỉ có lấy cái ly á. Kiểm tra giùm đông trùng hạ thảo còn bao nhiêu hộp vậy? Còn 6 hộp. 6 hộp cuối cùng mấy chị ơi, 6 hộp cuối cùng. Dạ đông trùng hạ thảo này tăng cường tuổi thọ nha. Huyết áp của ai á, càng lớn tuổi huyết áp của mình nó hay bị lộn xộn, hay bị mỡ trong máu. Ok ok Nguyễn Nga, thêm một giãn tĩnh mạch một đông trùng. À, thông thường lớn tuổi á, nó huyết áp của chúng ta hay bị lộn xộn thì mình dùng cái đông trùng hạ thảo này hàng ngày nó sẽ giúp ổn định huyết áp. Nó sẽ ổn định huyết áp của mình nha, và nó làm cho mình giảm mỡ trong máu, chống đột quỵ, tăng cường tuổi thọ, phòng chống ung thư. Kim phụng kiên giang một đông trùng hết rồi đó, không còn nữa đâu, 70 hộp hết rồi đó. Kim phụng hết rồi. Hết rồi phải không? Lan khoan ngồi.
Mấy chế này thấy Thương Đào hợp nữa cả. Thương Đào đây phải không con? Mấy chế hôm nay thấy em mặc đẹp không? nguyên một bông beo luôn. Ly 750 còn, đổi qua ly xanh nha. Dạ còn. Nè chị Lê Lữ Hoàng. Chị Lê Lữ Hoàng ly 750 còn, cho đổi qua ly xanh nha. Nè. Ly 750ml đổi qua ly xanh cho chị đi. Đem cái này xuống, lát nữa thả cái ly xanh ra lại nha. Thủy Phùng một đông trùng hạ thảo còn không? Hương Vũ cho số điện thoại rồi. Thủy Phùng có rồi. Hương Vũ có chưa? Rồi xong hết rồi không? Hết đông trùng rồi phải không? Hết rồi. Bây giờ cặp dầu gội nè mình còn. Cảm ơn kẹo của em. Dạ cảm ơn. Dạ em cảm ơn mấy bà chế của em. Dạ cứ thấy like của Ngọc mình chia sẻ cho Ngọc đi, là mình sẽ thường xuyên có quà tặng nha mấy chế. Sở dĩ á, em có được như ngày hôm nay á, hoàn toàn đều là công lao của mọi người dành cho em. Em còn đứng đây được ngày nào bán hàng cho mọi người, tất cả đều là sự chia sẻ nhiệt tình của mọi người. Em của ngày hôm nay là sự đóng góp nhiệt tình của mọi người. Dạ trong xuyên suốt những ngày tháng vừa qua mọi người ủng hộ cho em. Dạ rồi mình chia sẻ đi, 2-3 phút nữa mình sẽ bốc thăm nha. Chia sẻ nhiệt tình cho Ngọc đi, 2-3 phút nữa mình sẽ chuẩn bị đề ba vô bốc thăm trúng kem cổ và kem phấn thông minh nha. Rồi cái cặp dầu gội này của em còn à. Cặp dầu gội 530.000 chị Hương Vũ ơi. Mình còn mấy cặp vậy? Cặp dầu gội này mình còn 3 cặp nữa là hết rồi. 530.000 chị Hương Vũ ơi, 530.000 một cặp này, gồm một chai gội và một chai xả. Một chai gội và một chai xả mà một cặp này chắc mình xài cũng phải 2 tháng rưỡi mới hết á. Cái này nó có thành phần biotin và thành phần collagen. Nó giúp cho mượt tóc, chống rụng tóc và chống cho tóc khô, trẻ ngọn và bị rụng nha mấy chế. Dạ 530.000. 530.000. Em còn có 3 cặp nữa là hết rồi. 30 cặp em bán còn có 3 cặp. Chế nào mà mình muốn chốt một cặp dầu gội cho chị Nguyễn Kiều. Rồi em còn 2 cặp cuối cùng. Em còn 2 cặp cuối cùng. Ngọc còn 2 cặp cuối cùng đúng không? Vẫn còn mấy cặp? Dạ một cặp này nó là 385ml chị. Dùng mấy tháng mới hết á. Dạ em còn 3 cặp nữa hết. Dạ ai thương lấy hết cho em đi. Cái này phải chắc cũng phải 1 tháng nữa mới có hàng lại mấy chị. 1 tháng nữa mới có hàng lại. 385ml dạ một dội và một xả nha. Dạ trời xài cái này cái mùi nó thơm lắm mấy chị. Mùi của cái cặp này xài thơm lắm. Ok lắm luôn nha. Xài nó mượt tóc, chống rụng tóc, chống khô, chống trẻ ngọn. Nhất là tóc ai mà tóc nhuộm á, xài cái này ok dữ lắm luôn. Rồi chế Ngọc còn có 3 cặp cuối cùng là chế Ngọc hết nha. Chế Ngọc còn có 3 cặp cuối cùng là chế Ngọc hết. Chế nào mà yêu thương Ngọc thì mình nốt chốt luôn đi. Cho hết luôn. Rồi. Rồi bây giờ tới cái phần bốc thăm trúng thưởng nha. Và trong đây là toàn bộ những cái nick mà ai có mua hàng và chia sẻ cho Ngọc ngày hôm nay thì là mình sẽ được Ngọc tặng kem cổ và kem phấn thông minh. Nhưng cái này nó là phần hên xui nha. Hên xui. Dạ em bốc trúng nít ai thì chế đó sẽ được Ngọc tặng. Còn nếu như mà mình lỡ mà mình không có được tặng thì mình đừng có buồn. Tại vì ngày hôm nay Ngọc sẽ tặng kẹo ổi cho mọi người. Tặng tiếp kẹo ổi cho mọi người ăn cho vui. Dạ đơn hàng nào Ngọc cũng có. Nhưng mà nếu như Ngọc còn đủ thì Ngọc cho nửa bịch. Còn không là 1/3 bịch nha. Dạ chủ yếu là tấm lòng của em thôi. Rồi Ngọc bốc thăm nha mấy chế. Hai phần quà. Nick Facebook Vạn Ngô số đuôi 071. Nick Facebook Vạn Ngô số đuôi 071. Một phần quà. Dạ kiểm tra coi Vạn Ngô có chia sẻ không nha. À, Ngọc đọc rồi xong nhân viên Ngọc sẽ kiểm tra. Nếu mà mình chia sẻ đúng cái chương đúng giống như những gì Ngọc yêu cầu
thì mình sẽ được nha. Vẹn ngô á. Giận. Sao lại giận? Hồng cho chị Đinh Hải á, là phải tặng chị gói kẹo nha. Nick Facebook Phước Tường được tặng một phần quà. Có váy không? Ngày mai like váy nha chị Vân Huỳnh ơi. Ngày hôm nay em không có kịp để like váy. Nick Facebook Phước Tường. Thôi mà đừng buồn, mình cũng có kẹo mà mấy chế. Không được quà thì mình được kẹo nha. Em đây chị. À, đừng buồn, hôm nay mình không có được không được quà. Cái này thì Ngọc cũng luôn luôn nói là cái này là cái phần hên xui may mắn thôi. Tại vì nó có tới mấy trăm người, tới mấy trăm người comment chia sẻ, thì dĩ nhiên thì quà của Ngọc thì chỉ có giới hạn thôi. Thì giả sử hôm nay không được thì ráng giùm Ngọc ngày mai. Ngày mai chắc chắn được, nhưng mà đừng có buồn, hôm nay đơn nào cũng có kẹo đã ăn hết á. Không được, không được á. Lát nữa chị Đinh Hải, Ngọc bỏ vô gói kẹo ổi nha chị. Lát em bỏ vô gói kẹo ổi. Dạ, tại vì em hứa chị từ hôm bữa trước rồi. Rồi Ngọc xin xuống livestream nha. Lát nữa nhân viên em đơn nào cũng có kẹo ổi cho mấy chế ăn lấy thảo nha. Của ít lòng nhiều nha mấy chế. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trưa mai 10:30 chúng ta live đầm nha. Rồi xin chào.